Đúng đẹp luôn. Nó đấu sẵn hả? Đẹp quá mấy chị ơi, lắc bi mấy chị nè. Một chỉ, hai chỉ và hai chỉ gửi. Nàng đẹp đây. Cái yêu của em ơi, của tình yêu kia rồi, chị Rose Giao. Bông tay này em gái nè, mẫu này 52 được không chị yêu ơi? Em kiếm lớn nhất luôn là 52cm tình yêu kia nè. 52 nha tình yêu nha. Đẹp không? Đẹp quá, 52cm nha. Dây bi nhỏ cho con rẻ không hả? Trời, lắc bi nhỏ con rẻ không có luôn gái yêu ơi. Có lắc bi sân ốc không em gái, là lắc bi cái gì tên? Lắc bi mà sân ốc hả? Có hình gửi qua giùm em đi, chị Hồ Kim Kim. Mẫu này em gái 52 nha chị Rose Phạm của em ơi. Mẫu này là 9036, nhân giá là 3.730.000. Thị trường mẫu này 400-500, sale gái yêu kem luôn 301 nha. Rồi 3.801 này giùm em. 3801 mẫu này 52cm tình yêu ơi. 3801 là mình có đơn mấy chị ơi. 3801 tiền công em sale là 301 cái chị Rose giao của em. Chị cô có đồ bông cổng lá em có chưa cho em mượn đi, chị lên chi chốt lên nè. Rồi 3 triệu. Đúng rồi, công 520. Rồi 3.831 là em gái luôn chị Rose giao của em ơi. Công em đang sale mẫu này là 310.000 nha. Chiều dài em này là 52cm giùm gái luôn 52. Trời ơi, kiếm cố gắng kiếm cho gái yêu kem luôn rồi nè. Cố gắng kiếm lắm luôn á. Trời ơi, cố gắng kiếm nhau. Dòng bi đang đeo như vậy em hả? Dòng bi này em đang đeo gái yêu ơi. Sani em này giùm em gói nè. Đó, Sani em này nha là đi 50. Sani em này là Sani 50 mình đeo vừa tình yêu nha. Bông tròn mà còn mà lại 45cm không em gái hả? 45cm hả tình yêu? Lên châu này 45 đúng không? Rồi ok, mẫu này là bao nhiêu đây? 40. Mẫu này 40. Để đợi tới điểm ra coi có 45 không nha. Chị ơi, chị Trâm, cảm ơn. Mẫu này cho em 45. Đậu kênh yêu của em nha, Linh Châu điểm ra lấy kem chốt trăm. Dòng bên này size 50 mình đeo vừa bánh yêu của em ơi. Dòng bên dòng C2 màu dùm gái nha, 4.28 luôn. 4.28 nhân nhóm này là 3.730.000. Thị trường mẫu này là 8.900, sale trên line 5.9. Rồi 18.971. 18.971 là mình có đơn anh chị ơi. 18971 tiền công em xem mẫu này 590 nha. Cái dòng bi C2 màu quá đẹp luôn. Dòng bi C2 màu quá đẹp luôn mấy chị yêu của em ơi. Em còn đeo rộng nè. Còn đeo rộng luôn. Đâu ok mấy chị yêu của em nha. Lên tiếp mấy chị ơi. Còn da cậu láo đẹp không em? Còn. Trời ơi. Thân Thanh. Gần có hơn 5 đơn yêu của em nè. Còn luôn gái yêu của em ơi. Rồi nếu mà lấy dây bông này em gái nè. Chỉ là trang số tiền là 3.403.000 nha. Công em đăng xe mẫu này là 520. Công em đăng xe mẫu này là 520.000 yêu kem ơi. Dây van lít màu đen. Dây van lít màu đen dùm em gái luôn tình yêu kem nè. Rồi ok, lấy cái dây này để là trang số tiền là mình có đơn nha. Đẹp quá chị yêu ơi. Có số lượng hơn là 5 đơn. Gái nào mà lấy theo cái dây cổng lá nè. Để là trang số tiền dùm em gái nha. 3.403.000 Văn Thanh ơi. Công xe 520 tình yêu nha. Dây cổng lá màu đen dùm em gái luôn quá đẹp. Nha cậu lá màu đen dùm cả luôn nha mấy tình yêu nha. Quá xinh luôn gái yêu kem ơi. Chốt đơn mẫu này dùm em 3403. 3403 nha Phan Hanh của em ơi. 3403 dùm em cả luôn. Rồi bông tay gái yêu em có rồi nè tình yêu ơi. Bông tay em có rồi tình yêu của em ơi. Chị nó sẽ giao em lên like kém chốt nha. Mẫu này dùm gái nè. Tình yêu ơi, bông tay gái yêu kem nè. Mẫu bông tay này là 5 phân trang sinh đất 5 phân khoai lật 5 chỉ có nha Hoàng Hy của em. Có nha, đợi em tí lên la cho anh em chốt cái nè. Trang xin cái lắp khoan lạc 5 chỉ cho 5 đeo với. Rồi mẫu này là đôi bông tai của chị là đôi xe giao của em. Mẫu này á, là 5 phân 07 nha. Mẫu này 5 phân 07 gái yêu của em ơi. Nhân giá mẫu này luôn là 3.730. Tiền công mang xe mấy yêu kem nè hả? Mỗi này tiền công men xe chị Rose giao của em nha là còn là 340. Tiền công men xe gái yêu kem nha là 340, 5 phân 07 này nhân dấu này là 3.730. Công men xe mỗi này là 340. Rồi 2231 giùm em. 2231 giùm gái luôn nha chị Rose giao ơi. 2231 luôn ạ. Tiền công men xe gái chốt là 340.000 thôi. 2.231.000 giùm em quá đẹp luôn. Chị yêu ơi, chị Linh Châu và em có bông khoe 4cm gái yêu ơi, chứ giờ hết 45 rồi. 2231, công xe mẫu này là 340 tình yêu ơi. Rồi cảm ơn chị Đôi Xe Trao của em nha, cảm ơn chị, chợ quá đẹp luôn. Cháu gái yêu của em nha, chưa khoảng thêm em bông tay nữa là 1 triệu nha. Cảm ơn tình yêu của em. À chắc chị Đôi Xe Trao của em có tiền cọc rồi nè, để em đợi ram đi hả. Rồi chúc chị Đôi Xe Trao của em nha, cảm ơn chị. Ngăn nhãn baguette hả, không một chỗ màu trắng như một gái yêu kem. Full hộp đúng không chị Ba Nam? Phun hộp à chị, mẫu này em có sẵn 17 gái yêu kem ơi, em không có 11, đó tiên bê ghế em không có gái yêu rồi, em chưa có về hàng.
Mẫu này tặng có size số 7 nha, nhãn phụ nách tia baguette luôn, bạn lớn luôn mấy chị yêu ơi. Bạn lớn cho em gái luôn nha. Rồi mấy chị nè, bông van lít nè, lấy mà dây van lít nè, lấy màu nào cứ lấy màu đó cho em gái nha. Trời ơi đẹp quá mấy chị ơi. Rồi xong em lên nữa nè. Cái mẫu đây, double fan 4cm. Bông van 4cm cho em gái nha, mẫu này giùm em nè. 7 phần 15 gái yêu em ơi. Nhân giá 3.730.000 tiền công mesa mẫu này như đây 301. Rồi 2977 là mình có đơn anh chị. 2977 là mình có đơn. 2977 là mình có đơn gái yêu của em ơi, đây là 4cm dị em gái nha. 2977 là mình có đơn mấy chị ơi. 2.977.000. Tiền công mesa mẫu này là như đây 301. Bông phân tay bản to không em gái hả? Trời còn bản nhỏ thì ơi. Còn bán nhỏ, bây giờ mẫu này gái nhiêu cây này có đôi bông khoe này xinh lắm. Mẫu này là em có sẵn nè. Bông khoe này nè. Bông khoe gái nhiêu cây mà mẫu này là 35cm. Mẫu này làm có 35cm nha, chỉnh đi 11 được không em? Chờ mẫu đó không có chỉnh đi được. Chỉnh lên chỉnh đi do gái nhiêu em rồi. Mẫu này giùm em nè, bông tanh này giùm em ha. Bông này giùm em gái luôn 35cm gái nhiêu cây mà. Mẫu này là 35cm mà mẫu này là siêu trắng sẵn luôn. Siêu trắng sẵn nha, bản bọng to luôn nha. Mấy tình yêu của em ơi, bao đẹp cho mấy chị luôn nè. Trời ơi xinh quá mấy chị ơi. Quá trời xinh luôn nha. Rồi mấy chị yêu em ơi, cái này là siêu trắng sẵn luôn nha mấy chị, siêu trắng sẵn luôn. Mẫu này là 1.072, nhân giá là 3.730.000, công em xem một tay này là 304. Rồi 4.339.000. 4339 là mình được đôi bông khoen. Một máy mấy chị yêu em ơi, bản lớn mấy chị yêu em nha, siêu trắng sẵn luôn. Chốt đơn nhiệm gái nè. 4339 công em sale 304. Chị Ngọc Minh, đâu người ta đi để thì cọng lá màu đen có ấy yêu kem chị Ngọc Minh. Trời hôm nay em nói là nói vậy em nhớ tới chị Ngọc Minh ơi. 4339 rồi, cảm ơn chị đồ xe giao của em nha, cảm ơn tình yêu của em, trời ơi quá đẹp luôn, cảm ơn chị ạ. Rồi chốt chị yêu kem này nha, một đơn đó luôn hả? Ok luôn. Ok em nha, chú gái yêu kem rồi, cảm ơn chị nha. Rồi xong bây giờ lâu nay tiếp gái yêu kem ơi. Em có dặn mẫu này nữa này mấy chị này, dặn bản mô đẹp lắm mấy chưa? Em ơi. Phương 8 dạ. Ok lắp hay lắp 5 chị mấy em có rồi tình yêu kem nè. Còn hi. Mẫu này là lắp hay lắp giùm em gái, mẫu này là 5.816 em nè, lắp hay lắp một máy nha. Quá đẹp luôn. Còn này cho chị xem dòng bi lưới với mâm hậu cô gái yêu kem luôn nha. Mẫu này nữa nè, mẫu này là 5.434. Mẫu này 5.434 giùm em nha. Lắp lên lọc trơn. Đẹp lắm, dòng bọng luôn nè anh trai của em ơi. Mẫu này là lắp lên lọc, cơ thể chữ N nha. Mẫu này là 5.59. 5.59 lắp nào bình luận lên cho em gái nha. Lên tính tiền công giá sale cho anh trai em chốt đơn nha. Công bao nhiêu ạ? Giờ rồi, công 3 lắp này khác nhau, anh lấy cái mẫu nào? Lấy mẫu nào tình yêu ơi? Lấy mẫu nào là cho tình yêu em chốt cho. Dòng lưới bi với mông mẫu này đúng không? Mẫu này là 5.4 tình yêu ơi. Lắp như xương cá mà. À lắp như xương cá là loại lắp lên lập cái như xương cá mà là bọng quá chị. Một lượng có một lượng nha, chứ giờ mà kiểu như năm như có 5 chỉ không tầm là em lắp như xương cá kiểu như nó lắp lập đâu đâu nha, em nhớ có lượng á, lắp đó em nhớ có lượng đúng không, lắp đó em như cơ nhớ có lượng. À, cái nãy mà chị cầm đưa lên mà cái thứ hai á, à cái thứ hai em nhớ rồi đây chị đó công nhiều. Rồi mẫu này giùm em gái nha, mẫu này nếu mà thị trường là 700-800 anh lấy em sẽ tiền công sale cho anh là còn 520 là em sẽ trên like thôi nha, là 520 đó. Rồi mẫu này lắp hình lập này giùm em nha, là 17.5 tương đương là 56 là 5 đều vừa. 54 56 giùm em gái nha, lắp hình lập. Đẹp lắm, giống như kiểu lắp con đít gì đó. Dòng bọng giùm em gái luôn nha. Mẫu này là 5.437, tiền công em sale còn có 520.000 thôi. Ra đó mà không được sale hả chị hai? Dạ, ra tiệm em vẫn sale bình thường nhưng mà không có được giá vàng tiền công như trên live thôi. Giống như hiện tại là tiệm bên em bán giá vàng là phải hơn trên live. Ví dụ như là giá hiện tại bên em là bán giá khoảng tầm cỡ là 3.780.000. Nhưng mà em bán trên live anh chị có ghim giá dưới đó là 3.730. Tiền công em cũng sale gấp đôi ở trên live luôn nha mấy chị nha. Ở trên live thì là em sale rẻ hơn ở tại tiệm. Em sale rẻ hơn live tại tiệm nha mấy nhiêu ca. Còn ví dụ như ra tiệm em vẫn tính bình thường và em cũng có giá sale tại tiệm luôn. Nhưng mà không có được như trên live thôi nha anh chị nha.
Đâu kêu anh chị, bởi vì ở trên live đó là em bán rẻ thứ nhất đó là anh chị chỉ mua qua bằng hình ảnh thôi, không có được sờ mó, không được đeo thử, nên là không biết như nào, nên là em mới là tính tiền công giá rẻ cho anh chị yêu kem luôn. Tiền công bây giờ để cho anh chị luôn. Thì là ví dụ như anh chị cứ chốt xong đúng không, anh chị cứ chốt xong đi rồi ra tiệm muốn đổi vàng hoặc là muốn đeo thử đó, cứ ra tiệm em. Dù đeo rộng quá thì em cắt bớt, em cắt bớt thì không có lấy phí ni, em chỉnh ni vẫn được luôn, không có lấy phí thợ, em bao ni luôn nha. Còn giữ cái vàng tiền công ở trên ra cho anh chị luôn. Vậy em đổi á, mà đang đeo một chiếc 5 chỉ được, ở trên live em vẫn cho đổi bình thường luôn, em vẫn tính giá vàng tiền công ở trên live bình thường luôn, tính tiền công giá vàng trên là bình thường, và chốt xong mình đem ra tiệm đổi vẫn được nha. Nếu mà mua vàng tại tiệm anh em cho vàng sàn ngang bù tiền công, không có bù lai. Còn nếu mà mua vàng tiệm khác thì phải đem tới cho quản lý bên em kiểm tra, trùng một công ty còn nguyên vẹn em vẫn cho vàng sàn ngang bù tiền công, không có bù lai luôn nha. Còn nếu mà không đổi được nữa thì em sẽ thâu vô bằng giá nhà bên em để tạo điều kiện cho anh chị mua sản phẩm bên em nha. Mua trên lai chị có thể đổi vàng vẫn được luôn, mà tiền công giá vàng em bán rẻ hơn nha mấy chị nha, bán rẻ hơn bởi vì là em là một chọi 1.000 người ở trên này lận, chứ tại tiệm anh em anh chị được có nhân viên tư vấn này, được sò mó, được lựa chọn đúng không anh chị. Còn ở trên live là anh chị chỉ nhìn qua hình ảnh anh chị mua thôi, nên là anh chị sẽ bị hàng hẹp rất là nhiều luôn. Nên em mới bán tiền công với lại giá vàng rẻ là giống vậy đó. Dạ ok anh chị nha, nếu mà thích lắc này thì là anh cứ chốt rồi xong anh cứ đem ra, nếu mà anh có cảm giác mà anh không thích cái lắc này thì để lại cho em vẫn được, anh ra tiệm anh đổ bình thường nha anh trai nha. Rồi anh đồng ý thì em tính tiền lắc này cho anh trai của em luôn. Rồi bây giờ em sẽ lên tiếp nha, còn muốn yêu cầu lên mẫu nào nữa thì em vẫn lên cho anh chị nha. Rồi lên mẫu này tiếp anh yêu của em ơi, trời ơi nhận viết của Hoa Kim Lý con ở đời, hôm nay cô Hoa Kim Lý xem nha, nhận mẫu viết này con về nhiều lắm cô yêu ơi. Mẫu viết bên em bao là đây viết mấy chị ơi, viết giùm em viết nhắn 112 tầng hoa luôn mấy chị nha, có 2 chỉ 663 nãy nói trước đó là nhiêu chị. Dạ 5 chỉ 437, 5 chỉ 437 này cho mình lại cho em gái đi. Nếu mà không chốt, nếu mà không chốt trên live thì cứ chụp hình lại xong rồi ra tiệm kiếm lắc này vẫn được nha. Thì tiền công với chị em tính vé là tiệm bình thường. Ok, thích mẫu này rồi cứ chụp hình lại cho em gái rồi ghé tiệm vẫn được nha. Em sẽ săn sale qua tiền công ở vé tại tiệm cho. Rồi tiếp tục make new game ơi, mẫu này dùm em gái nha, nhắn 1 hộp 4 chó viện 2 tầng hoa. Phụ nữ từ bờ ghé 2 chỉ 364. 2 chỉ 364 nha, chiếc này luôn quá đẹp anh chị, viết dùm em gái nha. Trời ơi mấy chị nữ yêu của em ơi. Nữa nè, 2 chỉ 663, 2 chỉ 663 nhắn 1 hộp 2 tầng hoa, đa phương tâm tìa baguette 2 chỉ 663 dùm em. Thêm chiếc nữa nha anh chị, mẫu này là 2 chỉ 588, đẹp quá, viết bên em đúng đẹp luôn mấy chị. Anh chị nhìn mình đúng ghiền luôn á mấy chị. Trời ơi, nhiều lúc khi mấy chị nào mà thích đồ nhỏ, mấy chị thấy cái nhẫn này nè, trời ơi cũng ngã nghiêng ngẩn ngửa luôn á. Phải lòng yêu em này luôn. Em chào chị Lê Cẩm Lệ nha, em chào gái yêu của em. Mẫu nè 2 chỉ 321 đó, 2 chỉ 321 giùm em nha, trời thấy là muốn yêu liền luôn á mấy chị ơi, yêu liền luôn đó. Ok mấy chị yêu kem chưa, lên tiếp mấy chị ơi, nhận biết bên em bao là. Mẫu này là 1 chỉ 566, xanh lớn cho anh chị luôn nha, xanh lớn luôn gì đâu mà nó đẹp dữ vậy trời đất. Mẫu này có 1 chỉ 566 nha anh yêu em nha, 5 66 rồi thêm một chiếc đó nè. Rồi món này giùm em nhắn 1 hộp 2 tuần hoa luôn mấy chị ơi, nó đẹp quá, đẹp luôn, trời ơi xinh đẹp của mấy chị ơi, có 2 chỉ hơn thôi nha, 2 chỉ lấy mấy thôi đó. Tay em tột cái gì vậy trời, ngó em 2 chỉ 001 rồi 1 chỉ 888 mấy chị ơi hả, đẹp hả, không có màn hình nó dãy chưa chứ chụp lại quật khá bình thường. Buông tay đi em hả, buông tay toàn tan sắp tay gái vô ơi, toàn tan sắp tay bên lai like, gém chốt cho nha. Đây trời ơi buông tay đẹp quá mấy chị ơi, á cái nhẫn chứ, cái nhẫn chứ, trời em quên mất tiêu cái nhẫn nha. Rồi ok mấy nhiêu kem luôn, thích nhận biết là bình luận lên cho em gái nè, biết lên bầu like cho mấy chị luôn và buông tay nha. Buông tay bây giờ mấy nhiêu kem nè, em có đôi bông hình con này dễ thương lắm, mấy tình yêu kem nào mà tưởng gà rồi đó, mấy chị yêu kem ơi, có đông bông hình con gà nha, mấy tình yêu kem nào mà tuổi dậu đâu, lấy con ta hình tôi dậu đen nữa, chị này giống như em với con dậu nè đó, tóc tay về phân đêm gái à, buông bạc hậu kênh yêu kem luôn. Món này hình con gà gáy ỏ cho chị xem da cỏ vỏ bốn lá đỏ hả, em hết rồi. Ừ không còn cái còn không chị, đậu cơ gái yêu kem nha, đợi em tới để em ra quê mẫu kia còn không, em nên lắc hả, lắc kiểu gì tình yêu ơi, lắc kiểu gì đây. Mẫu này giùm em gái nhiêu kem nè, bông tay giùm em gái nha, 4 phần 77 nhân giá 3730, tiền công em sẽ đông tay nhìn như đây 270.000 thôi. Chốt đơn món này giùm em,
2.049.000. Chị Nguyên Lê ơi, lắp 950 em có lên á chị, cho em trọng lượng đi, em lên like em chốt cho. 2049 là mình có đơn tình yêu ơi. Mấy chị Nguyên Lê của em, 2049 là mình có đơn. 2049 và tiền công em đang xe bông tay này luôn nha, 270.000 gáy gòn. Lắp cậu lá màu đen chị gửi hình cho bé Hương á hả? Ok. Hả? Con xe 270 chị. Một lượng đây cho em lắp lên lắp 980 lượng mình yêu ơi. Chị cứu em. Chị ơi. Cô ơi sửa đồ đi hả? Xuống dưới luôn cô. Ok, gáy nhiêu cây này dạ. Lắp lên lắp. Một lượng 980, đúng rồi, giờ 24 nha. Rồi ok, yêu kem nha, qua mấy chị yêu kem ơi. Dạ đúng rồi. Chính nó tình yêu của em. Trời ơi, dài ghê. Chị gái nào của em á, chị nào ta em một lượng. Lắp đem chị Ngọc Huyền của em ơi, thì để em hình nào á chị Ngọc Huyền. Chị cụ của em ơi, chị Ngọc Huyền của em nè. Rồi để em dôm gương cái lắp nào như nào đem lên like em chốt cho. Lắp cỏ bông lá màu đen mà gửi cho mấy bên. À có sẵn tình yêu ơi. Đây nè em. Có nè em lên like em chốt cho. Nè. Lắp cổ lá anh yêu kem. Lắp cổ lá gái yêu kem nè, đẹp chưa? Lắp cổ lá đỏ, đỏ tí anh lên trần của em nha. Đây là một lắp cổ lá màu đen cho chị yêu kem này, có tăng đưa nữa. Có tăng đưa nữa nha. Cái lắp này là mình đeo được từ Sunny năm 48 tới Sunny là 54 luôn nha. Sunny 54 luôn à. Mẫu này dùm em 2.08, thì cho mẫu này 800-900. Tiền công em sale trên like. Tiền công mình sẽ lên lại còn bao nhiêu đây? 590.000 gái yêu kem nha. 2.08 nhân giá 37.30, con xe còn này là 590. Rồi 8.348 chị Ngọc Huyền của em ơi. 8.348 anh yêu của em nha. 8.348 tiền công mình sale gái yêu kem này 590 thôi. Có tầng đưa gái yêu nữa. Có tầng đưa nữa nha. Rồi chốt đơn mỗi này dùm bé nè. 8.348 nha. Anh gửi mẫu lắp cho inbox em xem dùm mà anh ok yêu kem luôn. Rồi cảm ơn Ngọc Huyền của em, cảm ơn tình yêu của em ạ. À. Trời ơi, lắc quá đẹp luôn, dây mì đang đeo mặt của anh được không? Được. Dây mì đeo mặt của anh được luôn nha tình yêu nha. Ủa anh Út mới anh gửi hình bên nào với anh trai của em? Bên trong 1 hay bên trong 2 anh? Bên trong 1 hay bên trong 2 hả? Đó ok, lên dây mì hả? Có dây mì luôn. Dây mì trọng lượng bao nhiêu đem lên like game chốt cho nha. Bông tay bạc dài phân với lại của chị Liên Trầm, bông tay còn lái nữa nè. Trời ơi, bông tay bạc dài phân nha, là bông sắt tay đúng không chị? Bông sát tay dài phân là có bông tay này, quá đẹp luôn. Em lên nhà đâu gái yêu kem xem nha, có dòng. Có dòng giống vậy không em hả? Dòng giống như vậy luôn hả Ngọc Như Hoa? Chị Nga Huy Trà chưa tình yêu ư? Em chưa có dòng giống vậy. Đâu cơ nè, bông tay thì gái yêu kem nè. À, anh Út mới gửi hình, anh Út mới lắc này em chị ơi. Lắc cái lắc này. Trời mẫu này giùm em gái nha, bông bạc luôn. Bông bạc hình giọt nước nè. Bông bạc hột đá màu trà nè. Với lại là bông bạc mô. Dây mì tầm một dĩa có không em hả? À, như em nhớ còn 8 phần với anh chị đuổi mà để cô gái em ra kiếm chỉ nha. Em chào nha Huy Trà, em chào gái yêu của em. Mẫu này giùm em gái luôn ạ. À. Da cậu lá màu đỏ em có rồi tình yêu của em ơi, chị Liên Trần ơi. Đây bông bạc hình giọt nước, bông bạc hột trà, bông bạc mô. Rồi lấy bông bạc nào gái yêu của em ơi, bình luận lên cho em gái nè, em lên nhá sale gái em chốt cho. Mã 1, mã 2 và mã 3. Mã 1, mã 2 và mã 3 luôn nha. Rồi ok, lên tiếp nha. Dây mì chỉ đem lấy cho lấy. Tâm mời hai chị gái qua tư vấn hay giám đỉ như Tâm. Đây là cái sợi dây liền mà cậu lấy màu đỏ, chị Liên Trần của em cái tăng đưa luôn nha. Chị cho em bỏ bị liệu mấy chị ơi, đây mấy chị này, đây là cái sợi dây liền mà cậu lấy màu đỏ. 9.79 dùm em nha. 9.79 nhân giá 37.30, tiền công em sao gái yêu kem 520. Chốt đơn mẫu này dùm gái này 4.172.000. 4.172.000 là mình có đơn và tiền công em đăng sale mẫu này là nhiêu đây? 520.000 anh yêu ơi. Công đăng sale 520.000, 4.172 là mình có đơn. Chị Liên Trần của em, chị Liên Trần ơi. Chị Liên Trần nè. Rồi con này con xe 59 chỉ này đúng rồi. Rồi 4.172.000 là mình có đơn yêu kem ơi, em có nhẫn nữa nha, em có nhẫn nữa. Rồi lắp một lượng lên like kém chốt này chị yêu kem này chị Bình Lân. Đây là lắp khoe lập đâu dùm em gái nha, mẫu này là một lượng gốc 055 nha. Và van đỏ chị đổ là màu đen được không em? Được. Được luôn anh yêu ơi, trời đổ là được hết á. Đổ được lại hết á, yêu kem ơi, được không sao hết. Nè đổ lại dùm em gái nha. Anh này gái yêu của em à, màu đen này gái yêu ơi, đổi là được nha, bình luận lại cho em gái đi. Mẫu này là 3403 giùm em gái anh yêu ơi.
3403 bình luận lại cho em gái đi. 3403 nha. Dạ. Ủa dây mì kim cương kia hết rồi hả? Dạ em còn dây mì ép được không tình yêu của em ơi? Còn dây mì ép được không? Chị này chị Liên Trần. Ủa không phải chị, đúng rồi chị Liên Trần của em nè. Dây cậu con lá màu đỏ này gái yêu kem ơi. Ok nha, rồi chốt gái yêu kem luôn nè, màu đen nè. Chốt chị yêu kem màu đen chụp lại cho em nha. Đồ đổi ra còn dư ngân cho chị cái lắp hơn lặp 4-5 chỉ gì đó đẹp mà rẻ nhé hả thương ngân nhất. Trời ơi trời. Hết trời ngân luôn. 4-5 chỉ đúng không? 4-5 chỉ đợi tí nha, đúng rồi đâu là màu đen đó chị ơi. Hơn lặp mà 4-5 chỉ 6 chỉ gì đó đẹp đẹp ok gái yêu kem luôn đẹp đẹp. Chị này màu đỏ gái yêu kem nè. Chị ơi vậy là bông tơ đỏ luôn đúng không gái yêu của em? Lấy bông tơ đỏ luôn đúng không? Đây là cái sợi dây liên chặn của em nè. Dây màu đỏ dùm em gái luôn tình yêu của em. Mời em lên like em chốt nè. Cái này là tiền công em xem. Mỗi này là 520 luôn gái yêu của em nha. Mỗi này là 7 phân 66 nhân giá 3730 công xem 520 luôn. Rồi 3.377.000 gái yêu của em ơi. Chị bông đen nha em hả? Ok luôn chị bông đen luôn. Lấy bông đỏ ra chị em luôn nè. Ok luôn nha chị bông đen luôn nha em. Bông đen luôn nè. Bông đen rồi. Ờ bông đen đem qua nó tức nã. Rồi chốt chị yêu kem luôn nha chị Liên Trần. Cảm ơn gái yêu kem. Chị lấy bông tay đỏ luôn không? Chị lấy bông tay đỏ nhắn bảo luôn gái yêu kem. Em còn bông. Em còn bông có nhẫn nha. Rồi chốt gái yêu kem nha. Tiền công bên sao gái chốt nè 520.000 hơn. Con bên sao 520. Trời ơi đừng nói bụng mà. Cổ lên. Nhìn đi chị ơi. Nhìn đi. Nhìn đi khỏe em. Đây nè mấy chị ơi. Đây là cái sợi dây dùm em gái nha. Dây này hiện tại là 4.2 yêu kem. Chiều dài em này là 4.2 là đeo được rồi mấy chị, do nó có xuống cái mặt nữa. Dây 4.2 mà xuống cái mặt nữa là có nằm gọi là 4.5 ok rồi đó mấy chị ơi. 4.5 là ok rồi. Rồi cơ mấy chị yêu kem nha, kiếm vô cho em đi. Trời ơi bà bông tai cậu lấy màu đen đậm tí nha. Lấy bông tai luôn không chị Liên Trần? Có bông tai luôn á tình yêu của em ơi. Này màu đen đi. Rồi ok gái yêu nè, bông tai màu đỏ rồi đưa lại cho em được không? Lấy bông tai màu đen giùm gái luôn. Rồi chị nè, bông đen đen là bao nhiêu? Ok chị Mỹ Phương, Mỹ Phương luôn. 4/83 nhân giá 3730 con men sale gái yêu kem 340 nha. Rồi chốt đơn 2.142.000. Mẫu này là 2.142. Con men sale gái chốt nha là 340 tình yêu ơi. Con sale gái yêu kem là 340 luôn nha. Rồi ok chị bông đen nha, bông đen gái yêu kem luôn nè. Bông đen luôn nè. Rồi ok gái yêu luôn bông tan đen cho chị Mỹ Phương. Đây là đâu bông mà khoen toàn tem mình tròn tròn đẹp lắm tình yêu của em. Mỗi này là bao đẹp gái yêu kem luôn nha, em lên giá sale kém chốt luôn nè. Rồi ok chốt đi chị ơi. Bông này em đang mang mấy chị yêu kem nè. Bông tay này là em đang mang có trọng lượng vàng là 1.01 giùm em. Nhân giá 3.730 tiền công em xem mỗi này là còn như đây 380. Chốt đi em 4.147.000. 4.147.000 tiền công em đang xem mỗi này là 380.000 tình yêu của em ơi. Đâu bông khoen toàn tem. Ừ, cái do đơn khoen mấy chị đang có đơn, mấy chị đang có đơn. Quá đẹp đó chị ơi, quá đẹp luôn. Rồi nhìn tay chốt đơn mấy chị yêu kem nha. Nhìn tay chốt đơn luôn mấy chị ơi. 4.147.000. 4.147. Rồi ok, nó lắc mấy chị nè. Lắc vàng 24K980 mấy chị ơi. Lắc lật đầu dùm em. Mẫu này là 1 lượng 1055. Giờ lắc của anh Phạm, anh Út mới có cho chị. Hả? Mẫu này em gái này lắc lật một cái nha. Một hàng dùm gái luôn. Mẫu này là 1 lượng 006 nè. Đó, toàn lượng gái yêu kem ơi. Lắc hay lật kêu hay chữ N nữa nè. Trời ơi, mất máy kim cương. Mẫu này là 1 lượng 2014. 1 lượng 2014 nha em gái nha. Rồi lấy lắc nào. Lấy lắc nào bình luận lên cho em gái nè. Em lên giá sale cho em chốt đơn cho. Quá đẹp hay chưa? Quá đẹp luôn nha. Quá chị. Bán hàng à? Chị luôn à, không hồi nãy chị ngồi đây rồi. Đâu cô gái yêu kem này, giờ lên tay mấy chị yêu kem ơi. Lên bông tay màu đỏ nha, màu đỏ này gái yêu kem nè. Màu đỏ này chị Liên Trần. Chị Liên Trần ơi, em lên like em chốt gái yêu của em nè. Đây gái yêu kem ơi, không, cửa đâu, lộn đi. Đây nè mấy chị, đông tay là giùm em gái nè. Mẫu này giùm em nha, có 5/08 nha, nhân giá 3.730 tiền công mc 340 luôn. Chốt đơn gái 2.235.000. 2235 là mình có đơn, không có đâu, nhầm á.
2235 nhũ lầm á. Chọc bỏ người ta đúng rồi kiểu vậy đó. 2235 gái yêu kem ơi, và tiền công em đăng xe mẫu này là gọi như đây 340 luôn gái yêu của em nha. Như 65 chỉ không em dạ có luôn, 65 chỉ luôn ạ, có luôn yêu ơi. Chị 65 chỉ yêu của em ơi. Rồi bỏ nó, cậu nó đỡ giùm em gái nè chị Liên Trần nè, trời chúc người ta luôn gái yêu kem ơi. Mẫu này giùm em gái luôn nha, 2.235.000 người giùm em. 2235 là mình có đơn nha. Rồi lắc của anh trai của em có nè, của anh như của em á là đưa lên mẫu này nha. 2 lượng 6703 anh trai của em ơi. Lắc là đúng không? Em còn lắc này nha. Mẫu này giùm gái nè. Nhỏ nhỏ là nhẫn gì tự? Nóng mo nè, mini có nhẫn đây. Đây hoa giùm em gái nè. Mẫu này giùm em gái nè, có đây là một cái loại lắc giùm em gái nha. Chiều dài em này á là chiều dài em nào có tầm có là 21.5 anh trai của em, 21.5 cm. Mẫu này giùm em, còn dụ như anh đeo không vừa em cắt bớt cho anh trai cho. Mẫu này là 2 lượng 1 con giùm gái nha, sao cho mình có lượng 8 hàng ngăn, cái lượng 8 thì hết rồi. Lượng 8 hết rồi còn 2 lượng. Cái vòng tay mặt cậu lá màu xanh con men dạ có luôn. Vòng tay mặt cậu lá màu xanh em có luôn gái yêu kem ơi, đây em lên lời game chốt nha. Anh ơi bây giờ anh cắt xong, anh cắt đi em cắt còn xuống cỡ đó á. Rồi lên like nè, cái đau bông tơ anh. Đau bông tay với lại là cái mặt cỏ à. Bông tay thôi, còn có dây lên mặt gái yêu kem ơi, dây lên mặt nha. Được không chị? Em cũng có màu xanh nữa nhưng mà nó không có giống cái chăn vậy. Chị mua dây luôn đi. Mua dây luôn cho nó đẹp luôn, tình yêu của em ơi. Mua dây luôn cho nó xinh. Nói yêu mình nhiều kênh yêu kem nha. Cái đó hả? Không có chốt hết trơn á. Ý là em nhờ chị gài lại em thôi. Rồi kênh yêu kem này lên xe tiếp ăn chị yêu kem ơi. Đang còn có sợi dây màu xanh gái yêu kem là không tình yêu kem ơi. Dây này mặc luôn á, dây này mặc cho nó đẹp. Biết xong bởi vì á là chị lấy cái dây này nè, với lại lấy cái mặt á, à, lấy đôi bông tay với lại lấy cái dây này mặt này nó mới được cùng bộ. Chứ chị lấy đôi bông tay với lại cái mặt khác á là nó sẽ khác nhau á chị ơi, nó không có giống nha. Đây dây mặt màu đỏ gái yêu, à, màu xanh gái yêu nè. Lấy cái dây đi phút da của em. Mẫu này là 6 phần 7 phần dạ 7 phần 6 7. Tiền công em sao gái yêu chút sợi dây luôn nha, 520 luôn tình yêu ơi. Mẫu này là 3381. 3381 là mình có đơn lên rồi. 3.381.000 là mình có đơn rồi. Chưa. Rồi. 3.381.000 gái yêu ơi, tiền công đang xem mẫu này là 520. Con xin 520 cho em xin đôi bông ta luôn. Đôi bông ta luôn nha, đợi em tí em lên có đôi bông ta cho anh yêu em chốt đơn luôn cho. 338 ba bao nhiêu mà một em gái hả? Bao nhiêu em mẫu này á là 3.381.000 tình yêu ơi, tiền công em đang xem mẫu này là 520. À, tiền công xin 520 tình yêu ơi. Con xin 520. Rồi cả bộ bao nhiêu em hả? Cả bộ luôn hả? Rồi ok đậm tí luôn. Đem có lắc nữa nè. Em có lắc nữa nè. Lắc với lại cái đôi bông tai nữa. Bây giờ em tính cái lắc trước ha. Cái lắc là mình ra được từ Sunny 48 sang 50 mấy luôn nha tình yêu ơi. 56-58 luôn. Lắc này 1.1-56 nhân giá 3.730. Con sale cái lắc này là 509. Cái lắc đó là 4.902.000. Không không. 4902 là mình có đơn nhiêu kem ơi, 4902 luôn nha, nhanh tay chút đơn mình nhiêu kem nè. Con tay nhẫn dây ok nhiêu kem luôn. 4902 con xe mẫu này 509 là con lắc giùm em nè. Con lắc luôn ha. Rồi, để em tính tiền cho anh chị cho. Có nhẫn luôn nè. Cái đồ ok nữa chị. Rồi mẫu này nữa nè, nhiêu kem nè. Cái nhẫn ha, cái nhẫn này đồ cắt Sunny luôn. Lắc cổ lâu đen em có rồi, nhiêu có rồi chị Ba Nam. Mẫu này Sunny số 10 nè. Em có nhiều ni lắm. Em có chiếc này hơn cả 5 chiếc á. Mẫu này 4 phần 78. Tiền công em sale chiếc này luôn nha là 301. Cái nhẫn này là 2.093.000. 2.093.000 và tiền công đang sale cái nhẫn này là 310.000 nha. Rồi ok gái yêu kem luôn và còn đôi bông nữa. Bây giờ chốt trước hai món em đi rồi có đôi bông em quên tính tiền luôn cho. Em tính tiền đôi bông luôn nha. Đây có sợi dây một cái nhẫn em gái luôn đi cùng bộ luôn nha. Rồi bây giờ lên món này nữa nè, lắc cổ lắc đen em có rồi nè tình yêu kem ơi. Lắc cổ lắc đen em có là nhẫn nè, lắc nè, dây nè. Ở rồi bông tay luôn nha. Có lắc là 1.194 gái yêu kem ơi, tiền công men sale cho chị Ba Nam của em nè, 509. Rồi 5.044.000. 5044 tình yêu ơi, tiền công em sale mẫu này là 590.000 nha chị Ba Nam của em. Đầy đủ bộ luôn á chị Ba Nam ơi, có đủ bộ luôn. 5049 là mình 5.044.000 của chị Ba Nam của em, công xe mẫu này là 509. Chút đơn gái yêu kem ơi, bông tay cổ lá màu xanh em có luôn. Đây bông tay cổ lá màu xanh luôn đây.
chốt chị Bánh Nam một đơn nha. Cảm ơn yêu của em nè, cái lắp nào quá đẹp luôn. Mấy chị gái nào muốn mua bộ em có bộ vô nha. Chốt đơn chị Bánh Nam của em nè. Đá bông là 5 phân 1 nhân 3.730.000 tông em xe mẫu này là 340. Rồi đá bông tay giùm em gái luôn nè, 2.209.000. Đá bông tay là 2209 luôn nha. Công xe 340 2209. Đá bông tay cậu bông lá màu xanh 2209. Rồi cộng cho hết 34 của chị Minh Hằng Lê của em nè. 2209 cộng cho có nhẫn nữa, có nhẫn là 20913. Cái dây là 3381. Rồi nguyên cả combo là 7683 giùm em gái luôn. Chị Minh Hằng Lê ơi, 7683 là 3 món giùm em gái nha. 7683 3 món giùm em gái luôn. Muốn mua lẻ em bán lẻ hết cho anh chị luôn nha. Muốn mua lẻ em bán lẻ hết luôn. Rồi ok chốt đơn giùm em gái nha chị Minh Hằng Lê ơi. 7683 3 món giùm em gái luôn nha. Bông tay cổng áo màu xanh này phúc gia của em nè. 2.209.000 giùm em công em. Sao mũi này là 340. Rồi ok chốt đơn gái yêu của em nha. Lớp đó là bao nhiêu? Rồi ok anh trai của em luôn. Lớp này là bao nhiêu? Mẫu này giờ em gái lúc này tình yêu của em ơi. Mẫu này là... Ủa nãy em đo rồi em nhầm chứ. 2 lượng 6706. Tiền công ở trường mẫu này là 4.400.000. Hôm nay anh trai lấy nha. Em sẽ lên giá sale tiền công còn nhiêu đây? 2.695.000. Tiền công sale 2.695. Công xe 2695 giùm em với 2695. Một trăm lẻ hai triệu 297.000 ạ. 102.297.000 là mình có đơn không ạ? Đậu kê luôn nha. Cầu chị gái yêu kem đâu hết trơn rồi. Tình yêu ơi, chị Minh Hân Lê của em nè. Mẫu này giùm em gái luôn nè. Anh trai út mới của em ơi, 102.297.000. Phía trước mặt tiền quay này đúng đẹp luôn. Công em sao cái lắp này nha là 26.15. Đó, mặt tiền quay sau này đeo nó sẽ không bị hầm tay nha. Đeo thoáng tay lắm. Móc máy hơi bị đẹp luôn nha, đúng đỉnh luôn. Rồi chốt đơn mẫu này giùm em gái luôn nè. 102.297.000 là mình có đơn giùm em gái nha. Quá trời xinh luôn anh chị ơi, quá trời xinh luôn. Rồi đây, nhanh tay chốt đơn giùm em gái nha. 102.297.000 là mình có đơn. Rồi ok, em qua mẫu lắp này. Rồi tình yêu kem rồi, tình yêu nè, em lên cái mẫu này nè, tình yêu của em ơi. Trời ơi, mới vừa tính tiền xong gái yêu kem nấu trơn rồi. Đâu ta cậu bông lá màu xanh luôn nha. Nhẵn luôn. Đâu ta luôn. Rồi ok em qua. Cái nhẫn này nè, nhẫn vuông chị Nguyễn của em nè. Nhẫn vuông mẫu này là size số là 16 mình đeo vừa ạ. Size số 16 là mình đeo vừa. Này mẫu này sale số 16 là 1.3 nhân giá là 3.730. Thị trường mẫu này là 700-800. Sale tiền công trên like còn nhiêu đây? 520. Mẫu này dùm em 5369. 5369 là mình có đơn mẫu này luôn à. Đeo con vườn chỉnh đi nha. 5369 là mình có đơn. 5369 là mình có đơn nêu ơn. 5369 à. Và tiền công em đang xem mẫu này còn bao nhiêu đây? 5369. Và tiền công em đang xem mẫu này là còn là 520. Tiền công em đang xuống này là 520.000 nha. Chúc mừng của em ơi, Nguyễn Nguyệt nha. Trời đẹp quá, gái yêu kem ơi. Rồi ok, chúc đơn mấy chị yêu kem nè. 5369 là mình có đơn. Cái lắp cái dòng của thằng gọi là 4-5 chỉ đúng không? Dòng của thằng gọi là 4-5 chỉ như nào, bao nhiêu đây? 3 chỉ. Cho em xin cái mẫu là dòng 4-5 chỉ em với dòng kiểu gì cũng được nha. Đổ xuân thu rồi chị ạ. Đưa cho ngươi đó chị. Đưa cho tâm. Nghe vậy sao? Bán hàng hết luôn hả? Bán hàng hết luôn hả? Trời giỡn thiệt vậy. Đậu kênh yêu kem nha. Đậu chị muốn lên gì là có bình luận lên like. Em chốt tí mấy chị yêu kem nè. Có lắp tay của chị gì đó. Có tay lại chị. Đâu đem coi cho anh. Em khởi đi. Rồi chị xem có dòng bông em mới bóc hả? Chỗ cơ gái yêu kem nha. Ok chị. Cô bạn tôi bấm bóng tay cho ba chị ảo sang nha Quỳnh ơi. Chị ơi. Lắp nãy chị ấy yêu kem á, mình đeo được từ size 48 tới size 56 á chị Ba Nam của em. Từ size 48 tới size 56 luôn gái yêu của em nha. Đâu cơ gái yêu kem kia đâu tí. Đâu cơ qua gái yêu kem nè. Cái dòng này mới bóc hả? Cái dòng mới bóc gái yêu kem ơi, cái dòng này đúng không? Cái dòng nè, đó. Cái dòng này là cỏ bông lá dùm gái nhà Phương tắm luôn.
full tắm trắng con gái yêu kem nha, những khoai lạc lớn không em gái hả, đi bao nhiêu tình yêu ơi, mẫu này là 3 chỉ 287 em gái nha, 3 chỉ 287 đẹp quá chị ơi, lấy đùi em vừa. 980 có lệ trên một cây tiền công bao nhiêu vậy em gái hả? 980 lợi một cây hả? Tiền công bao nhiêu vậy em hả? Ủa lệ trơn là cái nhẫn đúng không chị Tiên Nguyễn? Chị Tiên Nguyễn nó không gái vô kem cái dòng đó, à, cái hoa hả? Có hoa gái vô kem này, mẫu này là 3 chỉ 697 gái vô kem ơi. 3 chỉ 697 em gái nha, mẫu này hiện tại là size 50 đôi dừa nè. Mẫu này hiện tại là size 50 đôi dừa gái vô kem ơi, 50 đôi dừa nha. Mà phải đâu, 980 mà. Nó lộn cái này là 60 mà, nhưng mà nó có lợi. Lộn nào à. Mẫu này gái yêu kem nè, chị Thi Võ. Em rất là gái yêu kem ơi, bao đẹp gái yêu kem luôn. Hả? Bao nhiêu được hết trơn chị ơi? Rồi bữa này em gái nè, đây là lắp hình lạc dùm gái là mất yêu kem ơi, trời lắp em nè. Đây là lắp hình lạc dùm gái nè, bao nhiêu đây? 5 chỉ 818 em luôn nha. 5 chỉ 818 luôn vậy Thi Võ ơi. Chị Thi Võ của em à. Chị Hồ Kim Kim, ví dụ như cái dòng này đâu con vừa em chỉnh này vẫn được nha, chị Hồ Kim Kim của em. Do nó vàng hết đó chị, nên làm chỉnh này được luôn nha tình yêu nha. Cái dòng này em gái nè, 3 chỉ 697 thì trừ 1 triệu 1 triệu 2. Sale trên like 805 ngàn. Sale trên like tiền công còn 805 ngàn thôi nha. Rồi 3 chỉ 697 nè, nhân giá 3730 công mi sơ 805, cậu kêu chốt lên món này em gái nè, 14 triệu 595 ngàn. 14 triệu 595 ngàn tình yêu em ơi, công em đang xem món này là còn bao nhiêu đây, 805 ngàn. Lấy món này có gì em chỉnh đi cho, chỉnh đi được nha, chỉnh đi được gái yêu em ơi, chỉnh đi bao nhiêu được hết trơn á, không lấy phí thợ. 14 595 là mình có đơn ạ. 14 triệu 595 ngàn chỗ lớp 5 chỉ 8 mấy hả, trai gái yêu ơi, mà 56 nha hả, trời 56 đúng không, làm mười mấy đây. Mơ đã miếng ra trời ơi. Ê là 16.5 là 17. 16 là 17.5. Trời ơi vừa luôn đi em ơi, vừa luôn á chị. Bữa nay là 17.5 gái vô em ơi. 17.5 là 56 gái vô em nè, mẫu này 5 chỉ 818 nè, nhân giá 3730. Tiền công men xe mẫu này là còn bao nhiêu đây? Thị trường 800-900, sale gái vô em 550 nha. 5 chỉ 818 nhân giá 3730, công xe mẫu này 550. Rồi 20. Nhầm không trời, 22 triệu 251 ngàn. Đúng không? Đúng rồi đó. Rồi 22 triệu 251 ngàn gái yêu kem ơi, 22 triệu 251 ngàn. Và tiền công em đang xem mỗi này là 550. Rồi em sẽ lập nhỏ bằng nhỏ hơn gái. Hãy như cho em Sunny đúng không ta? À nhắn về Bình Nguyên kem nãy Sunny cho em, Sunny bao nhiêu á? Xin đi bao nhiêu tình yêu của em qua mất tiêu rồi. Duy inbox cho em gái nhiêu kem ơi, duy inbox cho em gái nè. Rồi gấu đó anh em qua đi. Bây giờ lên một hát tính giá cho kem chút được. Ở nữa nè, xin đi 4. Đúng rồi, nhớ con lật lên bảng nhỏ, xin đi số 14. Xin đi số 14, đi 4 nè. Rồi chốt cho Thị Võ của em rồi. Chốt gái yêu kem rồi nha tình yêu ơi, chốt gái yêu rồi. Rồi lên quán này nữa nè. Về đây bên nhau ta nói lời tình xưa, chuyện tình mà 4 năm qua em gửi game thành kỷ niệm. Đây anh công đẹp hả, anh công em bướm bướm mấy chị ơi thấy được mà. Không do nó nhìn vậy á, cái nãy nói màn hình nó tắt lên tắt xuống nhìn vậy á. Rồi cái này gái yêu kem này mã 1 mấy chị yêu kem ơi, mã 1 còn mẫu này nữa mấy chưa. Đây là một cái loại nhắn hoa dạng xe hai màu nha. Nhắn hoa dạng xe màu gái yêu kem ơi, đẹp quá mấy chị. Nhắn một hộp mấy chị là 4 cháu vườn hoa. 1 chia 206 dùm gái nha. Chia 206 mấy chị yêu ơi. Đó ok mấy chị nha, thích chiếc nào bình luận lên cho em gái nè. Trời ơi dòng mày đẹp quá mấy chị ơi. Đó được ủ nhé ok yêu kem luôn ok chị. Rồi đây nữa nha, cái dòng hình con bông bướm bướm mấy chị ơi. Nhắn bướm nó có dòng bướm mấy chị nè, 5 con bướm luôn nha. 1 con bướm bướm, 2 con bướm vàng, 3 con bướm xanh. Ngoài quá. Ok chị, 2 chỉ 295 mấy chị ơi. 2 chỉ 295 có dòng con bướm như em gái luôn. Dòng này là xanh đi nhỏ nha. Dòng nào mà gái xanh đi nhỏ là chị lấy giùm em gái nha, nó nhiều kem rồi có khóa nó gỡ nó đâu ra ta. Có khóa gỡ sau đây đây cái khóa này. Cái khóa này dòng này là gái nào mà xanh đi 48 là mấy gái yêu đem đeo dừa nha. 48 chưa, dòng này xe 48. Còn nếu mà mấy chị muốn mà kiểu như nó đi lớn hơn thì để em chạy vô em hỏi thợ. Sao mùi à, bao nhiêu ạ? À? Ok, nêu kem luôn đây, màu đen đây. Màu đen này gái yêu em. Màu đen. Rồi,
Màu đen giùm em gái nè, màu đen giùm em luôn ha. Mẫu này giùm em size bao nhiêu đây? Size này là size số 12. Mẫu này chung em có nhiều ni lắm luôn nha, size muội nha, chốt đơn ngày mai xin đi giùm em gái nè. Chiếc này tiền công sale là 301, 5 phân 02 nhân 3.730.000 công sale. Mẫu này là 301. Mẫu này giùm em 2.182.000. 2.182.000 là mình có đơn chị ơi, 2.182 và tiền công đang sale mẫu này là 301. Công sale 301 giùm gái luôn rồi tình yêu ơi. Rồi dây sáng 59 có này, dòng công ty không cân có luôn nhiêu em ơi. Chị sái mũi ơi. 2.182.000 giùm em gái luôn tình yêu ơi. Đẹp mà. Mình thấy đẹp nhất. Ủa đẹp thì chụp đẹp nó đẹp rồi. 2.482.000 tiền công em đang sống này là 310.000 tình yêu của em ơi. Sái mũi. Sái mũi của em nha, dòng ở đây em có luôn, em lên like em chốt cho nè. Đây dòng cộng lá Vanlis màu đen, em có đủ bộ luôn nha. Có đủ bộ đủ màu luôn mấy chị ơi. 2.182.000 công xe 301. Dây sóng 5 chỉ em lên like cho anh em chốt đơn nè. Dây sóng 5 chỉ, đây là cái sợi dây giáp oval mấy chị ơi. Mẫu này là 4.658. Dây sóng bướm mấy chị ơi, 5.041 nha. 5.041 đây là cái sợi dây sóng bướm em gái luôn. Quá đẹp anh chị ơi, quá đẹp, quá xinh luôn. Em đẹp, em xinh ghê. Em lên dòng tiếp. Đây, em có dòng thương hiệu chữ Channel Full tấm tia bơ ghép màu xanh nó bị ấn 4.615. 4.615. Theo cái dòng bản nữa mấy chị ơi. Cái dòng bản hoa ngũ sắc này mấy chị nè, đẹp không mấy chị? Dòng này có 4.352 thôi nha. Chị Đỗ Xuân Thu ơi, 4.352 dùm bé luôn này tình yêu nè. Rồi, mua cho người ta không biết đi sao. Em ghi trong giấy cho chỉnh đi miễn phí được không hả? Ở chỉnh đi miễn phí mà gái yêu của em. Em ghi trong giấy cho chỉnh đi miễn phí được không em ạ? Cái mẫu mấy mẫu chị ơi, chị Rosie nhau. Chị mua bên em dụ như nhẫn lắp dây hay gì đó mà đeo không có vừa em chỉnh đi vẫn được. Đặc biệt là không có lấy phí thợ. Chỉnh đi là không có lấy phí thợ gái yêu kem nha. Trời ơi chốt đơn cho em xanh đi được có dùm chỉnh đi cho. Em chỉnh đi vẫn được nha. Dây đang đeo nặng bao nhiêu em? Dạ 9.651 dùm em. Chiều dài em này là 4,5 tấc. Tiền công thị trường là 1.600.000-1.700.000. Nhưng mà hôm nay chị mua lên like của em tiền công em sale trường mốt 55.000 chốt đơn mẫu này giảm gái nè 37.153. 37.153.000 ạ. Ba bảy triệu 153 giùm gắn luôn đi em ơi. Trời ơi để em đợi chị vô nè. Anh chị ok nói chơi rồi. Cứ quên anh vậy đi mấy chị yêu ơi. Cho chị chiếc nhẫn bên Danny số 12. Trời ơi ok. Ok nêu kem luôn. Danny số 12 luôn gắn nêu kem nha. Nãy em nói chị rồi trời chút con bộ đeo cho đẹp tin yêu ơi. Cái này là bên chân hai của em. Bên chân hai của em đợi em chị vô nè. Trời ơi đẹp gái quá. Đây xin đi gái yêu kem ơi, cái mẫu này em gái nha, xin đi số 12 luôn nha, chốt chị mẫu này. Có nhiều ni lắm, chị đôi xe giao thật sự luôn, chị cứ đâu ni bên đó cho nó chính xác hết đi. Rồi em lấy ni cho gái yêu kem cho, chị biết xong không? Nhắn mùa đêm em về hơn tầm cỡ là 5 chiếc. Em về hơn cả 5 chiếc là gái yêu kem, 5 chiếc là chỉnh ni nha, ok gái yêu kem luôn, chỉnh ni. Chị em cứ xin ni đi, cái mẫu này em có nhiều ni lắm, em còn 5 chiếc, cho em xin ni đi, em ra lấy ni gái yêu em cho. Em lấy ni em chốt đúng như chị gái yêu kem luôn. Mà nếu mà treo xanh ni mà không có trong 5 chiếc này nữa đó thì làm chỉnh ni không có lấy phí thợ bao ni gái yêu kem nha. Cứ quên anh gì đi. Đậu cơ mấy chị nha. Để tiếp. Trời ơi da em đây đẹp quá mấy chị ơi. Chị lấy cái cây chậu quá chị khèo nè. Hôm nay là 37.153.000 cho em gái mấy chị ơi. 37.153.000. Đậu cơ gái yêu kem nha. Lên tiếp mấy chị yêu kem nè. Lên tiếp nè. Cái nào đẹp quá chị Đỗ Xuân Thu ơi, Đỗ Xuân Thu của em à. Em có cái lắc đẹp lắm mấy chị nè. Lắc bao cân luôn. Đây là một cái loại lắc phen lặt. Lắc phen lặt này là lắc phen lặt cánh quạt mấy chị ơi. Mỗi này có 2.435 mấy chị. 2.435 em gái nha. Có tân đưa luôn nha tình yêu, em ơi có tân đưa luôn. Tân đưa luôn nha tình yêu, khoan tầm cả 2 chi mấy thôi dần bọng đó mấy chị mà bao đẹp luôn á. Đậu cơn nha, lắm rồi tiếp nhiêu kem nha. Ừ. Đậu đồ mới luôn nè, em đang để chùm má bán đó trời. Đậu cơ gái nhiêu kem nha, lên với xe tiếp bánh nhiêu kem ơi. Đây là một cái loại lắc, đây lắc chặn xe màu lắc phun sòn giùm em gái nha. Lắc một hộp vì sòn tắm mấy chị bông. Lắc này kiểu lắc halo mấy chị, dặn xe màu giùm em. Đây, cái lắc này là dặn xe màu giùm em gái nha, đúng là 12 rồi. Đó đẹp mấy chị, có thông đưa nữa nhà gái nào thích thông đưa, có thông đưa luôn. Trời ơi, đeo y chang như cái mẫu lắc hột sòn, nhưng hột sòn mấy chị ơi. Đẹp quá đẹp luôn nè à. Có dây nào đeo mà nhẹ dàng hơn không em? Có luôn chị yêu. Có luôn.
chị muốn dây chăng mà nhẹ hơn đúng không? Em có là ba chỉ luôn đó, tình yêu ơi, có ba chỉ luôn nha. Đây gái yêu nè, có ba chỉ nè, chị Nương Mỹ ơi, đẹp lắm chị, đây dây ba cá luôn nha, tình yêu của em. Em có từ 3 chỉ, 5 chỉ luôn nha, một lượng với lại hai lượng luôn á chị gái ơi. Dây này là 3 chỉ mốt 22 giùm em. Và dây này nè cũng đẹp lắm chị gái ơi, trời xuất sắc luôn, dây đại cá nhà em gái nha. Bôi tóc rửa mình đeo vừa luôn nha chị Nương Mỹ. Bôi tóc rửa là mình đeo vừa luôn nha tình yêu em. Bao đẹp gái yêu kem nè, trời xinh quá mấy chị yêu ơi. Rồi mình like em chút cái này gái yêu kem nha. Của anh có nhẫn hay lặp lấy nhờ lấy giùm em nha. 18 ba chỉ mốt 22 thì trường mẫu này 800-900 ngàn, tiền công em sale gái yêu kem còn 595 ngàn thôi nha, công sale 595. Rồi ba chỉ mốt 22 nhân giá 3730, công em đang sale là 595. Rồi 12 triệu 240 nghìn là mình có đơn công sale 595. Anh chị chốt đơn giá chưa khoảng cho em gám đi hàng nha mấy tình yêu của em ơi. 12 triệu 240 em ngã luôn. 12 triệu 240 tiền công em sale 595 ngàn tình yêu ơi. Công sale 595 ngàn, chờ có sợi dây ba cá đúng đẹp luôn. Đây là ba chỉ hơn giùm em gái nha chị Nương Mỹ nha, ba chỉ hơn giùm em đẹp lắm chị. Này nhẹ nè, nhẹ nhẹ nha. Ai muốn nhẹ hơn? Muốn nhẹ hơn nhiều chứ em còn dây chưa rưỡi hoặc là gòn dây hai chỉ á. Muốn nhẹ hơn cứ lần lên cho em gái lên giấy sơn em chốt nha. Đây. Đây là lắp bảy cái yêu kem ơi. Lắp bảy cái giùm gái nha, 1-2-7 luôn yêu ơi. 1-2-7 giùm gái nè, có số lượng là 3 đơn. Có số lượng là 3 đơn luôn nha mấy tình yêu kem. Lắp này giùm gái nè, này Sunny số là đi 54. Là tương đương là 17cm. 54 mấy chị nha, 1-2-7. Tiền công em sao có lắp bảy cái này còn như đây 301 giùm em gái luôn. 4-8-12 4.812.000 là mình có đơn là 4812, tiền công đang sale mẫu này còn nhiêu đấy 301 mình yêu của em ơi. 4812 là mình có đơn, tiền công em đang sale mẫu này là còn là 301. 301 số 3 em, số 5 với bạn số 3 cho lạc em bé không em gái hồi giới chuyện thôi, lạc có luôn nha, ngưỡng phụng của em có luôn, đợi em tí nha. Thôi khoa in tôi biết rồi. Đây nè, 4.812.000 là mình có đơn nêu kem ơi. Rồi ok, nhìn tay chút đây mấy nêu kem nha, lắp bảy cá đẹp quá mấy chị ơi, đi cùng bộ chung có lắp cái dây nữa mấy chị nè. Rồi ok, chút đây mấy chị ơi nè, 4.812.000, 4812. Tiền công em đang xa mỗi này là còn bao nhiêu đây, 301 anh chị ơi. Công đang xa là 301, chị em gái quá đẹp luôn anh chị, quá đẹp. Thứ của anh này tì. Rồi ok, mấy chị yêu kem chưa? Rồi lên tiếp mấy chị yêu kem ơi, có cái nhẫn này nữa mấy chị nè. À có cái nhẫn nào đâu rồi, nhẫn này xinh lắm. Này như đâu rồi? Đây, nhẫn này là nhẫn hộp đá màu xanh mấy chị nha. Màu xanh nước biển mấy chị ơi. Xanh nước biển 4/23 gái yêu nè, 4812 hả? 4812 4812 là cái này. Rồi ok, chốt cái yêu kem luôn. Cảm ơn Thi Bỏ nha. Trời ơi, cảm ơn tình yêu của em. Ghé tiệm không chị hai ship á? Ghé tiệm không gái yêu kem? Trời sáng sớm ghé ghé tiệm em. Em like, em la quá trời like luôn. Lắc hả ngân hả? 4.812 đúng rồi, lắc á tình yêu của em, lắc á chị. Hồi sáng chị lên tiệm em chị, trời ơi, chị đi qua cả một vòng thế giới xong thì gần về ngăn ơi chị về nha, em chưa nhìn mặt chị luôn. Em quay, em quay qua quay lại mấy lần em kêu trời ơi sao chưa nhìn mặt chị yêu của tôi, sao chưa về rồi. Rồi về nhanh ghê luôn tình yêu. Đó cái mấy chị nha, lên tiếp mấy chị ơi. Bán áo đen đi coi, anh chị áo đen nha, lấy ghế nó thử nha. Mấy chị em có một cái lời dòng đẹp lắm mấy chị em. Đây là một lời dòng bi bụng nha. Bi bụng này bánh nêu kem ơi, bi bụng chạy cái này rồi nó chạy chỉ mấy chị ơi, nó chạy chỉ nha. Có bông Tiffany chưa em hả? Ghé đầu mà rảnh nghĩa tôi đâu hả? Trời ơi, không biết, không biết luôn. Hồi sáng giờ nghe âm thanh luôn, em mới nghĩ trong lòng là kia là ủa sáng nay chị đi bỏ giờ hết mà style sao mình không nghe ư hử gì hết trơn. Em like hoặc em like này nó biết nào. Cái lúc gần về kia ngăn lên chị về nha, xong rồi chị Tâm chị mới nói là trời chị Thi Bỏ đó em. Em chơi gần nghía mặt chị luôn. Lên lớn rồi, cứu khổ. Giờ đám đợn tí về lê lê, hôm nay chị chỉ làm đồ mà chị chạy ra kia mất tiêu, chị điều hành tiệm mất tiêu rồi. Đợn tí để em nhờ chị ra với chim kiếm với chị yêu em nha. Dòng mấy bụng gái yêu em ơi, dòng mấy bụng này đó full bi hết luôn nha, cái tân đưa nó chị ơi. Dòng là có tân đưa gái yêu em đó nha, dòng đẹp lắm mấy chị, dòng có trọng lượng dài bao nhiêu đây. Dòng này nó có là 2 chỉ 52
dây chuyền 18K4 chỉ dành cho nam mới không chị có luôn nha. Thúy Hình, Thị Thanh, 4 chỉ là em có luôn nha. Đợi em tí lên like trên em chút đơn cho nè. Đây xem dây mấy anh ấy cũng phụng của em ơi. Đợi em tí anh yêu của em. Em có sợi dây mới dành cho nam đeo mấy chị nè. Đây là một cái sợi dây mà gái dành cho mấy anh nam nào mà về đạo Chúa nha, đạo Thiên Chúa nha, mấy tình yêu nha. Khúc này là khúc nó có là thánh giá hết trơn. Khúc này nó có khúc hình thánh giá nhiều em gái nha, mấy nhiêu kèm khúc hình thánh giá. Đẹp lắm anh chị. Dây này dành cho anh nam đeo là hơi bị đẹp luôn nha. Nam hỏi chị Tâm nhận được tiền chuyển khoản chưa em hả? Khổ khổ chị ơi trời. Thanh Thanh Thành đi online đi chứ hết trơn rồi. Chị kia chị làm bán cái gì? Bán cái gì nam cho ai? Chết trơn rồi Niêu ơi. Chị lớn ra. Tại mang hết trơn rồi, để em kiếm cho tiền cho. Đợi em tới cái điện thoại em để dưới này mất tiêu rồi. Em phù đầu không xuống được. Đợi em tí nha. Rồi. Mỗi này là size số 10 Niêu của em ơi. Chiếc này là size số 10 là mình đeo vừa nha Kim Kim của em nha. Đeo vừa nắm chỉnh đây cho chỉnh không lấy phí thợ. 4/23 nhân giá 3730 tiền công men xem mẫu này là 270. Chốt đơn mẫu này em gái nè 1.848. 1848 là mình có đơn hết tiêu của em nha. 1848 là mình có đơn rồi và tiền công em đang xem mẫu này là 270.000 luôn nha. Xong mới đi nhớ là chị ra gần chỗ đó hả, cái kêu là gãy hàng ấy vô kem hả. Trời ơi gần là tính đâu cũng gần mà. Rồi cơ ấy như nè 1.848 mình dùm em công em xem là 270 nha Kim Kim của em ơi. Đã con vườn chánh đi cho hộp đá tô ba đẹp quá chị gái ơi. Màu xanh nước biển dùm em luôn, quá trời xinh luôn. 1843 là mình có đơn luôn nha tình yêu của em nha. Rồi lúc này nhớ lấy vô kem nè. Nhắn khoan lập cho tình yêu kem nè tình yêu ơi. Nhắn khoan lập dùm em. Ở dưới mình lập nha, đơn phân 42 lời nhẹ nhất luôn. Gái nào hỏi em nhắn khoan lập nè, vô lại dùm em gái nha. Gia khoan lập cho em bé cái phụng của em đây. Đạo cơ nêu kem luôn, đây là da khoan lập trơn và da khoan lập thể chữ N luôn nha tình yêu nha. Chị Nguyễn Phụng lấy dây này lần nào cho bé nè. Khoan lập trơn, khoan lập thể chữ N luôn nha tình yêu nha. Bao đẹp cho gái nêu kem luôn. Bao đẹp cho nêu kem luôn nha. Rồi lấy dây nào rồi phụng em ơi. Em là game chốt trên nêu kem nha. Quá đẹp luôn. Đạo cơ có dòng chữ tranh nồi đúng không? Ok gái nêu kem nha. Có dòng nào chị? Chị Ngọc Liên Hoa lấy dòng nào gái nêu kem? Dòng tranh nồi hay là cái dòng hoa? Dây chơi đúng không? Ok dây chơi, bé đẹp này, ok gái dây luôn dây trơn. Đây là một cái sợi dây chơi dân nữ khủng của em nha. Dây này là có chiều dài em này khoảng tầm gỡ là 3 tấc rưỡi thì yêu em ơi. Dây này khoảng tầm gỡ là 3 tấc rưỡi cho bé nha, 3 tấc rưỡi, 3 tấc 6 luôn. Dây này là 1 chỉ 2 24 tiền công là trừ 500-600, sale cho bé là còn 350 nha. Sale cho bé yêu em là 350 thôi. 1 chỉ 2 24 nhân giá 3730 công xe mẫu này là 350. Mẫu này dùm em 4.916.000. 4.916.000 là mình có đơn. Chị Ngọc Liên Hoa ơi, chị lấy cái dòng hoa hay là lấy cái dòng Chanel dòng yêu kem? Ngọc Liên Hoa lấy dòng hoa hay lấy dòng Chanel gái yêu kem ơi. 4916 tình yêu kem ơi, 4916 nha Nguyễn Phụng. Công em đang xe mẫu này còn như đây 350 bé thôi. Công sale 350.000 cho bé đeo gái yêu kem nha, bao đẹp luôn. Bao đẹp gái yêu kem luôn nha. Rồi nhớ một đá màu vàng. Nhớ một đá màu vàng gái yêu kem nè. Vì sòn 8 halo. Đai kim tiền giùm gái nha. Cái 5/5 ở trên. 5/5 hơn nha. Dây trơn này cái phụng của em nè. 4.916.000 là mình có đơn nha. Thì yêu của em ơi. Cậu ok lên nữa nha. Lên ngoài nữa nè. Cứ quên anh về đi. Từng ngày yêu thương nhớ đâu. Lên nhau cái tay chân cân hạ. Nhau cái tay gái yêu kem nè. Đây. Dòng có tên này em gái nè, size 50 gái yêu kem ơi. Chị Nguyễn Thị Kim Hạnh mẫu này size 50 mình đeo vừa tình yêu của em nha. Full tắm dùm em gái luôn. Full tắm luôn tình yêu ơi, quá đẹp. Quá đẹp gái yêu kem nha. Cái dòng này là size 50-51. 50-51 nói chung là tương đương dòng này là size 50. Dòng này gái yêu kem ơi, 50-52 đeo vừa nha. 50-52 đeo vừa luôn gái yêu kem ơi chị ơi. Chị là chị hỏi chị dùm em với chính nó là chị Ly Le á, chị nói là có đa bông Tiffany gì của chị á, kia là chị giúp mẫu á, là bông như nào cho chị chốt, chị lên lai cho chốt kìa. Chị kêu á Tiffany á. Rồi thấy chị không à, thấy chứ người liên quan của em. Mà cái dòng hoa là cái dòng Chanel á chị. Dòng hoa là cái dòng Chanel á chị yêu của em ơi, lên lai gán chốt cho anh yêu của em nè. Cái dòng này em gái nè 2.545. Thị trường cái dòng này em gái luôn tới như đây 1.2.3 xe trên lai 888. Chốt đơn món này giờ em gái lúc nào tình yêu của em nè. 10.373.000.
10.373 tiền công em xem mẫu này là còn 880.000 nha. Size 50. Size 50 52 đôi vừa ạ. 10.373 người là mình có đơn dòng cơ ti dòng gái nha, công em xem 880. Ok gái vô kem nha, lựa trơn ốc cân hạ 53 hạ. Ok gái vô kem luôn lựa trơn, đợi em thấy đem ra kiếm lựa trơn nha. Đem ra kiếm lựa trơn cho anh yêu kem cho. Lựa trơn ca ti. Dòng hoa em có sẵn là chị yêu kem nha. Dòng ca ti trơn nì 152 hoặc là 54 nha. Đó, ok em qua mấy chị ok em ơi, giờ lên mối này tiếp mấy chị nè. Cái loại dòng trên rồi cái dòng hoa. Cứ quên anh về đi, đang có dòng hoa gái yêu kem đây. Dòng hoa này là không có sẵn 56 nha Ngọc Liên Hoa của em. Dòng này chỉ có đi 50 thôi. Dòng này 50 gái yêu kem nha, thì lấy mối này em chỉnh đi cho. Quỳnh Bi em gái luôn 3.697. Tiền công sale cái dòng này là 805.000 và yêu ơi chốt đơn mẫu này dòng may 14.595. 14.595 là mình có đơn. Trời nó ngứa là tan chị rồi. Là 14.595.000 là mình có đơn gái yêu ơi, công em đang xem mẫu này là 805.000. Công em đang xem mẫu này 805.000 tình yêu của em ơi, đang không vừa chỉnh đi cho. Trời vậy nó được anh chị ơi, không lấy phí thợ. Em bao ni từ A tới Z cho mấy chị yêu kem luôn. Đâu kênh yêu kem chưa, tiếp tục. Lên mẫu này nữa nè. Cái sợi dây em bé nó mới vừa lên rồi. Còn bạn là chưa ăn cơm đó không? Mà bé hoa bệnh lên là còn bạn là chưa ăn cơm đó không? Mấy chị yêu ơi, mấy chị có sợi dây này mặt này chưa? Đây là một cái sợi dây mặt này hơi bị đẹp luôn mấy chị ơi, bao đẹp luôn. Bao đẹp luôn mấy chị ha, trời ơi, nhìn nó sang trọng quý phái ghê luôn á mấy chị. Cái này là hình quả cầu của mấy chị mà nó kiểu như lưới mấy chị liên tưởng cái gì không? Quả cầu này em liên tưởng tới giống như mấy cái trụ mà ụ cưới mấy chị. Quỳnh cầu để mà cưới hình pháo bông đúng tay nha, trời em quên cái ụ đó ụ gì rồi, cái quỳnh tròn gì rồi. Em thấy em ghiền lắm luôn á, để em đem thằng gái vô kem xem nha. Đây, trời ơi cái dây đó là hơi bao đẹp luôn mấy chị, có thông đưa nữa nha. Nhắn hộp xanh đang ngón danh là bao nhiêu tiền em chào Facebook sai lầm nha, chào yêu của em. Trời ơi sai lầm. Mẫu này em gái nè, 4/23 xanh đi số 10 nha, công sale 207. 1.848.000 nha kem ơi. 1.848 nhưng mà mình này dụ như đang không vừa chỉnh đi vẫn được nha, sai lầm nha. Đang không vừa chỉnh đi vẫn được. Trời bông tay gì vậy chị? Cứ anh về đi. Đi 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 đi. Đây là một cái sợi dây nha kem ơi. Cái sợi dây nha, hình quả cầu hơi đẹp luôn mấy chị yêu kem nè. Mỗi này có 3.894 thôi. Đó. Đẹp gái liền. Alo, cho hỏi nãy bạn nào ăn mà chưa liền không? Ngón ganh này gái yêu kem ơi, mỗi này dùm em nha, 1.848 dùm em. 1.848 là mình có đơn mà, 1.848 người ta chốt đi dùm gái nha, 1.848 luôn. Hả? Rồi nên có dư tình tình đánh. Yeah. Có không? Chị Lily Lan hả? Ờ. Nhắn chị đang đeo hộp xanh là bao nhiêu ạ? Giờ mỗi này em 1.848 nha. Chị Lily của em ở đâu ông đó là chơi gì hàng gái yêu ơi, nào về hẹn em hú chị yêu nha. 1.848 tiền công đang xem mỗi này là 207. Công xem mỗi này là 270.000 luôn tình yêu của em ơi. Rồi ok bây giờ lên mỗi này nữa nè. Em có thật gọi đa bông này mấy chị ơi, bao xinh luôn mấy chị nha, em lên like em chốt cho mấy chị gái ơi. Bao xinh, bao xinh sò, bao đẹp luôn nha. Đây là bông bạc hình trái tim mùa đông băng giá. Đường vào tiệm em màu băng giá. Băng giá lắm luôn rồi nha mấy chị yêu. Game tương tác mấy chị đâu chơi rồi. Bông bạc hình trái tim mấy chị yêu cam ơi, móc máy loại kim cương. Các bạn buổi tối lớn này tập trung cho từ chỗ thôi. Tôi bấm theo chỗ cho cái này của mình nha. Ê leo này game chốt cái yêu nè. Bông ta điện gãi nhau nhắn đi đó số 7 được không em? Chính số 7 được con gái yêu cam ơi. Thì sao làm? Chính đi số 7 được không có lấy phí thọ nha. Em bao nên cho gái yêu kem luôn á. Rồi bông ta đặt gái yêu kem ơi, hình trái tim. Thôi những tim mấy chị ơi, hình những tim giùm em nha, quá đẹp. Cái này là em chưa bấm gà vô á, nó còn lòng thòng mấy chị. Ui, em chưa gà vô biết xôn vô này, nó tay nó hơi to, có cái dây tay quen, đầm quen, nó không quen. Ế. Chị gái cần gì là chị? Để qua rồi, để qua rồi. Bạn có hóa đơn cho chị gái quầy mặt tranh thủ cho mình đi, vừa làm được xấu nhiều của con. Ok gái vô kem nè.
Các bạn ơi, Quỳnh ơi, bắt hàng để mà con này con gái chị bật vô cái giật mình luôn á. 5/91 nhân giá 3.730.000 tiền con men xong, cái này là 340.000. Rồi chốt năm mới là giùm gái nè, 2.544.000 chị ơi. 2544 là mình có đơn giùm gái, đây là bông bạc nha, mình cái tim. 2.544.000 là mình có đơn 2544 à, và tiền con em đang sale này là bao nhiêu đây mấy chị ơi? Con đang sale này là 340. 97 được con gái yêu kem mà sẽ làm ơi, 97 được bao nhiêu gái yêu kem là số 6 vẫn được luôn á. Chốt đơn ấy nè, 1.848 người dùm em, 1848 tiền công em sao 207 gái yêu kem nha, sao làm nha. Đây nè Nguyễn Phúc của em ơi, đây đang khoe mặt tiền gái nè. Đó, đâu khoe nha, mặt tiền hình tròn dùm em gái này đó, là đông tay đang nâng đeo. Nó bao sáng luôn chị ơi, trời thấy bông không, nó đúng đẹp luôn á chị, nó sáng chân luôn á. Có 1.01 là tiền công xe 380, 4.141 người dùm em nha. 4.147 nghìn. Bốn triệu mốt bốn mươi bảy ngàn mới chơi 4147 là mình có đơn nha. Chị sẽ làm ơi, chốt nhắn con gái yêu kem nè, chốt nhắn con gái yêu kem ơi, chỉ nên số 7 được có gái yêu kem, chỉ nên không lấy phí thọ đâu em bao ni luôn. Chứ giờ nhắn bên em ha mấy chị, kiếm nên số nhỏ số 6 số 7 không có sẵn đâu mấy tình yêu của em ơi. Ok chị nha, 4.147.000 dùng em gái luôn, 4147 nha. Rồi ok, chốt chị Nguyễn Phúc em luôn, cảm ơn gái yêu kem mà trời đúng đẹp luôn. Chúc chị gái yêu kem nha. Rồi nếu mà chị khoản cho món này là 1 triệu nha. Nội dung ghi tên Facebook của mình để là cho em số điện thoại nha. Ok chị. Trời ơi, mua vàng mua hàng gì hết cho anh yêu kem ơi. Cảm ơn gái yêu kem nè. Một đôi bông khoen. Rồi toàn ten đúng đẹp luôn. Về lại với chủ nhân. Rồi sẽ đắn bao nhiêu hả? Sẽ đắn vô Messenger đi bên em vô ma. Bên em báo giá cụ thể gái yêu kem cho. Báo giá cụ thể nha. Trời ơi, bông khoen nó cứng. Gửi giùm em đôi bông khoen toàn ten với chị Trinh ơi. Trinh. Gửi em nha. Gửi giùm em cái đôi bông khoen này nha. Trời ok mấy chị nè, em lên bông tay nữa mấy chị ơi. Đây là một loại đôi bông tay toàn ten hình giác hình khôi dạng gái mấy nhiêu của em nha. Em sẽ đưa lên cho mấy nhiêu kem xem đây, đôi bông khoen toàn ten giáp ba cỡ hình khôi luôn. Mẫu này nha có là 1.037 thôi, nhân giá 3.730 tiền công xe bông tay này luôn nha là 380. Chốt đôi mẫu này giùm em 4.248.000. 4248 là mình có đơn gái yêu rồi, 4248 là tiền công đang sale là 380 luôn nha. 4248 nhiệm gái luôn mình yêu ơi, ghi mẹ với 4248. Tiền công sale là 380.000. 380.000. Đúng rồi, con sale 380 là đa bông khen toàn ten. Hình này em gái luôn tình yêu của em nha. Trời hình thôi, ba cái hình thôi quá đẹp luôn mấy chị. Ba cái hình thôi luôn nha. Rồi cơ gái yêu kem luôn. Nhắn coi lặt gái nào hỏi em sao nên số 16 nó tiêu rồi chị yêu ơi. Ơ cô gái yêu của em luôn nha, bây giờ luôn mấy chị nè. Đây là một loại đôi khăn hình thôi, đẹp lắm mấy chị, xuất sắc luôn nha. Trời ơi. Em ơi, hết. Hết hả? Yêu ơi, dòng cái ti trơn, ni 54 hiện tại đang bị hết hàng rồi gái yêu ơi. Khi nào em về thì em lên like, em chốt thêm gái yêu nha. Rồi ok mấy chị nè. Dạ. Em cảm ơn chị Nguyễn của em nha, cảm ơn tình yêu của em. Cảm ơn chị. Chúc mấy gái yêu kem xem like thật là vui vẻ luôn nha. Rồi lắc bim lên like, em chúc mấy chị yêu kem ơi. Lắc bim, có số lượng lắc bim này là 3 đơn. Bây giờ em lên 3 đơn trước gái yêu kem nha, chờ 4 đơn luôn. Sao em ơi, chị không nghe hả? Trời, Ngọc Liên Hoa của em ở đây nè, cái dòng này gái ơi. Dòng này hiện tại là size 50 thôi, nhưng mà nếu mà chị nào đeo đi 56 em thêm vàng lên đi được không? Có sao đi nhỏ lắm tình yêu ơi, có 3.697 nè, tiền công em sao có dòng này là 805.000, 14.595. 14.595 trời ơi, cho em thời gian em chỉnh đi gái yêu của em cho nha. 17.500, 14.595.000 trời ơi liệu. Biết mấy chị ơi. Rồi ok chị nè, lắc bi. Đây là lắc bi nhỏ vậy em gái luôn nha, mấy tình yêu của em lắc bi nhỏ có trọng lượng vàng em này nha, em lấy một cái nhiều nhất đi. Em có một cái nhiều nhất ha, em lấy là một chỉ em có 9 phần mấy nè, 1 chỉ 1 nè, 9 phần mấy nè, 9 phần 6 nè, 1 chỉ lẻ 6 nè, 1 chỉ 1 chỉ 2. Bây giờ em lấy một cái chỉ 2, em tính trước gái yêu kem nha. Lấy một cái chỉ 2 tính trước gái yêu kem đây. 1 chỉ 2 này là lắc bi mấy chơm, là 18cm nha, là tương đương là 56, 58 đều được luôn mấy chị ơi. Mỗi này dùm em có 1 chỉ 2, 2, 3 thôi. Rồi, tiền công em sơ lắc này gán chốt nha, 310.000 anh chị ơi. 4.872. 4872 là mình có đơn hết chị ơi. 4872 tiền công em đang sale mỗi này là 301. Có lắc tay giùm em gái luôn hết chị ơi, lắc tay bi quá đẹp anh chị ơi. Trước bên anh về đi, 4872 là mình có đơn hết chị ơi.
482 giùm gái luôn rồi. Và tiền công em đang xem mẫu này là 310.000. Công em đang xem mẫu này mấy chiều, em ơi 301 nha. Trời ơi, con lắc quá đẹp luôn mấy chờ, con lắc quá đẹp luôn. Xinh quá mấy chờ, đây là con lắc bi. Lắc bi giùm em gái nha, dành cho gái yêu nào muốn đeo thành ảnh dễ thương, cô tè phù que xỉu luôn. Đó, ok, lâu hoa tiếp mấy chiều kem nè, lâu hoa tiếp. Bông ngọt hình như tiên ngày hôm qua gái yêu kem nha. Cái nồi chốt đơn này để là trang số tiền là mình có đơn một tay nha. Có 6 phần trên đâu mấy chờ, có 5 phần 91 bạn. Trời ơi, tụi anh ơi. Nó móc một tấm để cái gia tài em luôn à. Rồi cơ nha, lên ta tiếp cái yêu kem ơi, lên ta tiếp nè. Em sẽ là một cái lời đông ta này luôn nha, bông ta đúng đẹp luôn rồi. Đây, 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 đông ta mấy chị ơi. Ủa, ông ta vậy trời. Anh chị, đây là một cái lời đông điện thoại gái yêu kem nha. Bông điện thoại lệ trơn mới chơi. Đây là bông điện thoại lệ trơn dùm em gái luôn, em lên nhé, sale gái chốt nè. Đó, đông ta này nha, có trọng lượng dài bao nhiêu đây, 4 phân 84 mấy chị yêu kem ơi. Bông này bông điện thoại mấy chị nha, lợi nhỏ luôn, lợi nhỏ luôn nha mấy chị nha, với thương cu te luôn mấy chị ơi. Rồi em lên like em chốt gái yêu nè. Đó, em chị dòng tay cho bà thì cho em mỗi vòng với ạ hả. Cảm thật nha, tình yêu của em nha, như gặp nha. Cho em Sunny đi, cho em cái Sunny đi. Cho người lớn tuổi thì cho bà đeo rồi lấy cho cảm thật đi gái yêu kem mà, cảm thật đẹp á. Đó, rồi gái luôn gái yêu kem nè. Đây là cái đàn ông điện thoại lệ trơn. Ở nó ôm giống vậy nè mấy chị, nó đẹp không? Nó ôm giống vậy gái yêu kem nè. Rồi bông này em gái luôn nha. Rồi bông này có trọng lượng vàng là 4 phân 84 mấy chị. Tiền công xe có đây, bông tay còn nhiêu đây, 301. Bông tay này giùm em 2.115.000. 2.115.000 là mình có đơn nha. Còn không lấy lời dòng mau á chị Nhân Ngọc. 2.115.000 công em đang xe bông tay luôn nha. Là còn có 310.000 thôi. Chị lấy dòng mau là cho cô, cho bà đeo người gái yêu kem nè. Đây là dòng mau bản á, yêu kem ơi. Móc máy luôn nha, không có hộp, vàng hết luôn. Dòng này hiện tại là Sunny 56, mình đeo vừa tình yêu. Là Sunny người lớn luôn nha, là Sunny 56 tình yêu của em. Cái này là nguyên một cặp luôn nha, nguyên một cặp luôn. Sunny 56 nó vàng hết luôn tình yêu ơi. Dây này mặt cong bao nhiêu, nết cong thôi hả? Dây này mặt này hả? Rồi ok, tính tiền em với chị. Dây này mặt này á chị nè. Rồi gái yêu ơi, tiền công hồi trần là 2.2.1 triệu. Tiền công em sale gái yêu em chốt còn 1.295.000. Sale công 1.295.000 nha. Em chào Facebook cô chủ nhỏ ạ. Công sale này 1.295.000. Rồi về hồi Kim Lan. Rồi bông bánh lít mới về vậy. Hàng gái yêu này dây nè. Dây này có lắc luôn là gái yêu kem này, trời lắc đủ màu luôn mấy trên. Lắc màu gái yêu kem luôn nha. Đó. Em có nhẫn luôn nha mấy chị, vì có bông tai luôn nha. Và có nhẫn bông tai đầy đủ các màu cho gái yêu kem luôn. Rồi thích mẫu nào cứ mẫu đó lên nha mấy niu nha. Rồi lên tiếp mấy chị nè, nhẫn con hồ ly. Thằng hồ mở tình yêu em có 2 chiếc mấy chị. Nhẫn con hồ ly, thằng hồ mở của tình yêu em có 2 đơn. Gái nào nhanh tay cái đó có đơn được nhẫn con hồ ly 2 chiếc mấy chị nha. Hộp đá màu trắng tươi giùm em gái luôn. Nhẫn hột đá màu trắng tươi luôn nha mấy tình yêu nha, hơi bị bao đẹp luôn quá chị. Đây có làm một ý không em, mà ý 9 giờ sáng ngày mai mới lên nha Nguyễn Thị Kim Cúc ơi. Đây là nhẫn hột đá hồ ly giùm em gái luôn mấy chị. Nhẫn này giùm em Sunny, em này là 15 nha, em còn một chiếc nữa, còn một chiếc Sunny nhỏ nữa mà mấy chị yêu cứ chốt đi, nếu không có này nữa em chỉnh đi nha. Công bao nhiêu em hả? Công có dòng đó là em sale cho tiền công gái yêu kem là bao nhiêu đây? Tiền công sale chị là 805.000 anh Ngọc Liên Hoa của em. Công sale 805.000 tình yêu ơi, nhẫn con hồ ly mấy chị nè. 6 phần 46, tiền công em xem món này gái yêu em chốt còn bao nhiêu đây, 301 mấy chị ơi. 2.720.000 là mình có đơn anh chị. 2.720.000 và tiền công em đang xem món này là bao nhiêu đây, 301 mấy chị ơi. Công xem món này là 301 chị ơi, bên gái nha. Trời đẹp quá mấy chị yêu kem ơi, nhắn con hồ ly. Nhắn con hồ ly yêu. Đó. Nhắn con hồ ly yêu mấy chị ơi. Đẹp quá mấy chị, 2.721. 2.720. 2.720 là mình có đơn. Rồi đây nha, lên món này nữa gái yêu kem nè. À, mặt dây bằng ý hả? Chị yêu ơi, Nguyễn Kim Cúc, chưa Messenger cho em gái đi. Em cho nhân viên Hương tư vấn gái yêu kem nha, mặt bằng ý nha. Rồi ok chị, Hương tư vấn cho chị Hương. Dòng cặp bản mô được số liên không em gái hả?
cái bản nó số ly ấy yêu kem hả? Trời ơi, bản nó số ly em sợ nó bản nó để em coi thử coi. Bản 5 ly ấy yêu kem ơi, bản 5 ly chị Luân ly. Bản 5 ly cho tình yêu nha, 5 ly chị. Này. Bản 5 ly ấy yêu kem ơi. Rồi ok mấy chị nha. Em có mấy ngõ đất này cũng xinh lắm này, gái yêu kem này chị tình Linh ơi. Đem ra cái này giùm em với. Cho xem nhắn đinh giá là khoảng bao nhiêu hả? Ok gái yêu kem luôn nhắn đinh hả? Nhắn đinh em có nha, đây nhắn đinh em có nè. Nhắn em có nè, yêu kem ơi, nhắn đinh em đây. Nhắn đinh full 8 giùm gái nha, chị Quỳnh My ra. Đó. Này con kiểm đi, nếu mà có gì con kiểm đi, nếu mà ở trên, nếu mà trong like cần thì em kêu. Rồi cứ đem con kiểm đi xong rồi đem đem qua cho em nha. Nè. Đó đó. Con làm hết. Rồi con yêu kem nha. Những tên này gái yêu kem ơi, những tên này là đủ có Sunny, có 4 phần máy thôi. Còn nữa chỉ Sunny số 12 gửi em gái nha. Cho dân hương á, món này là 4 phần 24 nhân giá 3,730 con men xe, món này là 301, món này giờ may 1.892.000 tính tiền cho em mang đeo chị tình ơi. 1.892.000 là mình có đơn nhắn tin em có đầy đủ các Sunny cho em Sunny nha, không nay nữa em chỉnh nay cho em bao nay cho gái yêu kem luôn, không có lấy phí thợ. 1.892.000 con em đang xe, món này là 301 nha. Dây liền mặt này em đang đeo có một đơn nhất nha, dây đẹp lắm mấy chị ơi, trời ơi xinh lắm luôn á mấy chị. Dây này nha là nó có là 3.894 thôi, gần 3, gần là 3.9 mấy triệu kem ơi, dưới 4 chỉ giùm em nha. Thị trường công 1.8-1.9, tiền công men sale trên line 1.295.000. Chốt đơn mẫu này dùm em 15.820. 15.820 là được có sợi dây đang đeo mấy tình yêu nha. 15.820 công em đang sale 1.295.000. Công đang sale là 1.295.000 luôn nha tình yêu của em nha, quá đẹp luôn mấy chị ơi. Quá trời xinh luôn. Xong bây giờ đây món này nữa gái yêu kem nè. Nhắm một hộp viết 3 tầng. Nhắm một hộp viết mấy chị nha, 3 tầng full 8 ít yêu kem ơi, xinh quá mấy chị. Quá trời xinh luôn. Nhắm nữa gái yêu kem nè. Nhắm hộp đá xanh riêu mấy chị. Nhắm một hộp mấy chị nha, đá xanh riêu 6 cháu đai trơn. Nam Phong 41 trên 1 chai mấy Nam Phong 41 mấy chị nha, trên nhẫn chứ. Nam Phong 41 trên 1 nhẫn gái yêu kem nha. Rồi cơ chị lên món này nữa gái yêu kem nè. Đây là một cái loại lá gáy yêu kem ơi, đây là một cái loại đâu rồi. Đây là một loại xích gáy yêu kem nè, lá xích dựng gái nhà thương, cái này thương nhiều mấy chị ơi. Nó cỏ bông lá tung lắm mấy chị, trời ơi lá xích mấy chị này, lá xích ba nha, hơi bị đẹp luôn mấy chị ơi. Lá xích ba này nó có đồng tiền nè, nó có thổi vàng nè, nó có túi tiền nữa nè mấy gái yêu kem nè, đó. Còn tem mẫu này em gái có màu chỉ 679 thôi. Màu chỉ 679 rồi em gái, đây là một loại lá xích dựng gái luôn, hơi bị đẹp mấy chị ơi. Khởi vàng kim tiền có tiền mấy chị nha, đâu mấy chị muốn đeo tài lộc, muốn làm ăn may mắn đeo lắp này mấy chị yêu kem nè. Mà mẫu này cũng cưng nữa trời, mà, mẫu này 31 nghìn mấy chị ơi, có chị 679 thôi. Chị 679 nhân giá 3,730, tiền công em đang sale mẫu này là 380.000. Rồi 6.643. 6643 là mình có đơn gái yêu kem ơi, 6643 dẫn gái nha. 6643 tiền công đang sale là 380.000, đây là một loại lắp xích mấy chị ơi. Lắp xích món dụng gái luôn nha, bao đẹp cho gái nhiêu kem luôn. Rồi 6643 là mình có đơn mấy chị. 6643 là mình có đơn ạ. À. Tiền công em đang xem mẫu này là 380.000 mấy nhiêu kem ơi. Kem mình có dép á. 6643. Rồi công em đang xem mấy nhiêu kem ơi, 380.000 nha. 6643 là mình có đơn. Rồi ok nhiêu kem nha. Một loại lắp xích mấy chị ơi. Lắp xích dưới em gái nha, bao đẹp luôn. Đó, cô gái yêu kem nè, rồi mấy chị muốn lên nữa lên like em chốt cho mấy gái yêu kem ơi. À, em có một loại lắp mấy chị ơi, lắp này đẹp lắm nha, lắp này xinh mấy chị nè. Đây là một loại lắp bản mò mấy chị ơi, lắp bản mò em gái nha. Khoan lập cỏ bốn lá mấy chị nè, trời ơi xinh quá mấy chị ơi. Cái lắp này là mình đeo được từ xanh 50, 52, 54 đâu vừa luôn nha. Đi tay mình là 16mm, nhẫn đinh có ni không mà 16mm hả, ni số 9. Rồi cô gái yêu kem luôn nha, mẫu này em có nhiều ni lắm luôn nè chị Quỳnh My ra. Có nhiều ni lắm nhưng mà nếu không có ni nữa em chỉnh ni được nha tình yêu, chỉnh ni được. Trời ơi cứ chốt đơn đi gái yêu ơi. Đi không có vừa ni tay của mình thì em chỉnh ni được gái yêu kem nha. Nhắn ni này là em làm theo ni cầu luôn, mẫu này hiện tại là 10 mấy đây.
Mỗi này là 16ml đúng không? Mười sáu phẩy năm gái yêu kem ơi, cái mẫu này em gái này là 16.5, nhưng mà lấy mẫu này thì có gì em chỉnh đi cho chỉnh đi bán được luôn gái yêu kem nha. Chờ chỉnh đi vô tư luôn á, tình yêu ơi, chỉnh đi vô tư đạo cơ nha. Nhắn hộp xanh đi máy em hả, lấy số 10 gì phiêu anh ơi, em chào chị yêu nha. Nhắn lên trơn có không hả? Có luôn, lấy nhắn lên trơn giùm có luôn hả. Nhắn bi nào vậy? Không, nhắn bi chị, nhắn bi nè chị Nam hết rồi. Cho xin nhắn là đinh trơn, ô cơ gái yêu nha, xanh lá hả? Nè xanh riêu gái yêu kem này, xanh riêu nha. Mẫu này là xanh riêu, hiện tại là xanh riêu số 10. Xanh riêu số 10 giờ em gái luôn nha, tình yêu của em ơi. Mẫu này là 5 phong 41 nha. Tiền công xem mẫu nhắn này là 340 chốt đây mấy chị ơi, 2.358 nè. 2358 nè, mình có đơn nha, 2358. Tiền công đang xem mẫu này là 340. Đang vườn chỉnh đi cho chị Vy Anh ơi, đẹp lắm chị gái yêu kem nè. Ủa như vậy chị đi con kiểm rồi đúng không? Ủa con kiểm chưa? Chưa đúng không? Trinh đâu rồi? Nè thấy rồi đó. Thôi rồi. Rồi 2358 là mình có đơn chị Phiêu Anh ơi. Đang quỳnh chỉnh đi cho nha. Chờ cái này mẫu này mình chỉnh đi. Mình chỉnh đi bao nhiêu cũng được hết trơn. Gái yêu kem ơi, chỉnh đi bao la gái yêu kem luôn nha. Rồi 2358 là mình có đơn yêu kem ơi. 2358. Đây nhắn lên trên gái yêu kem nè, mẫu này em gái luôn, hiện tại là nhắn lên trên có hàng nào gái yêu kem ơi. Đây nhắn lên trên gái yêu kem nè. Daniel có chịu kem là 16ml đúng không? Bây giờ em lấy một chế tính nha. 4 phân 78 gái yêu kem ơi, đây. 4 phân 78 nhận gái nhân giá 3730, tiền công mang xe còn như đây 270. Chốt đơn em 2.053. 2053 là mình có đơn ạ. À. 2053 giùm em Quỳnh Mira ơi. 2053. Mẫu này đang còn gồm chính đây được luôn gái yêu kem nha. Con em đang xem mẫu này là 270.000. Còn bốn này bữa nay nhiêu em, họ có ghim giá dưới mấy chị 5.870.000 á. 580 nhẫn 950 mấy chị yêu kem. 950 nha. Rồi cô gái yêu kem luôn nè mấy chị ơi. Rồi chị My gì đó, chị Quỳnh Mira của em ơi, chốt đơn mẫu này em gái luôn tình yêu kem nè. Cái nhắn rồi bà nhỏ. Cái nhắn rồi Hương. Hương nhắn đâu? Tại đây đâu rồi? Đâu? Mua Phật á. Đây nè, nêu kem ơi, cái này là 2.053.000 em gái nha. 2053 rồi, được cái nhắn đinh quá đẹp con gái yêu ơi. Xong giờ đây mẫu này nữa nè. Đây là một loại lắc mấy chị ơi. Đây là một loại lắc bà hồ ly. Giờ chạy qua mấy giờ đóng cửa em hả? 9 giờ tình yêu ơi. 9 giờ về chưa, cứ chạy qua cho em gái đi. Xong rồi nếu mà ở ngoài tiệm em có nhiều ni lắm, chị cứ ra đó chị lựa ni y chang giống vậy nè. Rồi lựa ni, nếu không có ni nữa em chỉnh ni nha. Để lại cho em gái đưa thợ chỉnh ni cho. Rồi chốt đơn cho em gái đi 2053. Xong rồi mới được có đơn trên line này nha tình yêu nha. Là cơ gái yêu kem nè, chị mới chốt được trên live thì mới được giữ giá trà tiền công ở trên live thôi, chứ nếu mà chị ghé tiệm mà chị không chốt trên live sẽ vẫn giữ tính tiền công với nhà tại tiệm nha. Là ok, lắc kim tiền còn con ngồi ly, mẫu này 2.314. Mẫu này hiện tại là size 52 là mấy nhiêu em đeo vừa? 16.5 tương đương 52 đeo vừa mấy nhiêu kem ơi. Đây. Lắc hình con ngồi ly giùm gái nha, có 2.314 mới chơi. Tiền công trên mẫu này là 800-700, sao tiền công trên live gém chốt nhiều nè. Còn như đây 560. Ok chốt gái yêu kem nha. Cảm ơn chị Duy bốt cho em gái đi. Xong rồi gái tiệm lấy nha. 9 giờ bên em đóng cửa mấy yêu kem ơi. Rồi ok chốt đâu món này em gái này chưa rồi. Tiền công em xem món này quá cái cây dứt rồi chị ạ. Con xem 560. 9.191 nha anh chị ơi. 9191 nha. 9191 là mình có đơn anh chị ơi. 9191 tiền công em đang xem món này là 560.000 luôn nha. 9191 là mình có đơn. Công an xem 506. Cái lắc này là lắc kim tiền với chị nha. Hình con hồi ly đẹp lắm anh yêu kem ơi. Trời bao đẹp, bao thịt sò gái yêu kem luôn nè. Rồi ok em qua gái yêu kem nha. Rồi giờ lên mối tiếp mấy chị yêu kem ơi. Lâu này tiếp nè. Em có một cái đơn. Đó đơn ngay đây mặt mình luôn nha. Gái yêu ơi, anh có cái này nữa nè, đây là một loại dây sóng bướm nha. Dây này hiện tại là 4 tấc rưỡi, 2.371 mấy chị yêu kem ơi.
2 chia 3 7 1 nha em, lên một cái mặt mấy nhiêu kem đeo này, một cái mặt rồi. Dây hả? Dây đó bao nhiêu hả? Dây nào chị? Dây này bao nhiêu hả? Nhiêu kem? Dây này là 2 chỉ 3, 2 chỉ 3 7 1. Tiền công men sơ dây này gán chốt nha là 380. Dây này em gái này 9.224.000. 9224 là mình có đơn nha quý. 9224 tiền công em đang xem mẫu này là 380.000 nhiêu kem ơi. 9224 là mình có đơn dây nè, công em đang xem mẫu này gái nhiêu kem ơi, 380.000. Dây bốn tóc lưỡi giùm em gái luôn nha, thi liễu nha, đẹp lắm, mình yêu kem ơi, trời ơi, xài cho xong biếm hai chị mấy thôi. Ờ đây có này nữa nè, em có một cái mặt nữa nha, mặt thương hiệu chữ Gucci. Chữ Gucci nhiêu kem nha, vừa full hộp và vừa chạy cho, vừa full bi luôn. Đó. Vừa full hộp, vừa full bi luôn, gái yêu kem ơi, đẹp quá mấy chị. Tui á, em trả liền nè. 8044 gái nhiêu kem ơi. Rồi tiền công ngay sau mỗi này gám chốt bên nhiêu kem này như đây 450 mấy chị ơi. Rồi 3.598 nghìn là đơn mặt chị bên gái nha. 3598 và tiền công em đang sau mỗi này còn như đây 450 mấy nhiêu kem ơi. 3598 tiền công em đang sau mỗi này là còn như đây 450 mấy chị. Công đang sau 450 gái nhiêu kem ơi. Đây một cái mặt thương hiệu chữ Gucci. Chữ Gucci dùm em gái mấy chị ơi, chữ Gucci nha. 9224 công em đang xem món này là bao nhiêu đây, 380 nhiêu ơi, công em xem là 380.000 nha. Rồi cái sợi dây, ủa không, 9.224.000 là đơn sợi dây, công em đang xem món này là 380 là cái sợi xong bướm nè, là cái sợi xong bướm nha. Còn cái đơn mặt á, đơn mặt này á là bao nhiêu đây, là 3.598.000, công em đang xem món này là 450, công em đang xem món này là 450 nha. Trời ơi em nghe nè, vậy Trần Ngọc hồi trước hỏi em đã bông tay cậu lá nó đẩy nè như hồi trước đúng không? Có là nhiêu của em, có một cái này là like em chốt cho nè, em đợi chị nãy giờ. Cái này nhiêu ơi, Trần Ngọc nè, đơn này bông tay đúng không, bông tay đúng không chị? Xong nếu mà lấy bông tay này có gì mình lấy xong mình chốt là mình đổi cho em gớ nha, đổi là nhanh nhiêu của em ơi. Đều đó mấy chị, cái này là bao xinh xà, bao xinh, bao xinh giò gái nhiêu kem luôn nha. Mỗi này em gớ nè, tính nói vậy đó chị không? Mấy chị nè, 5 phân 64 mấy chị ơi, nhân giá 3730 tiền công mình xem mấy chị yêu kem chốt là 301 sao không nghe ra được. Mấy chị nè, nhân tay chốt đơn gái nhiêu kem ơi. Mẫu này là 2.414.000. 244 có ngắn tí không em? Có ngắn đâu, trời ơi sao không có ngắn mà gái nhiêu ơi. 2.414.000 là mình có đơn công em đang xem mẫu này là 301 mấy chị ơi. 2.414.000 là mình có đơn mấy chị ơi, 2.414. Con em đang xem cái này là 301 mấy chị ơi, 2.414 là mình có đơn, con đang xem là 301, không có ngắn đâu tình yêu ơi, không có ngán đâu. Ngán hơn là không có đâu á nha. Ok chị, bông tay này em qua nha, bông điện thoại nó châu mấy chị nè, chút xíu xưa đúng cân luôn. Em qua bông cái châu nè. Cứ quên anh vậy đây, cho chị xem dòng bi đi em gái, là dòng bi kiểu gì tình yêu ơi, chị Đặng Thanh Hoa. Dòng bi sau đây. Dòng bi đang đeo hả? Sao con rẻ hả? Con rẻ luôn rồi. Con sao rẻ rồi, bán ở đây là báo 1 giá 1 là sao rẻ bánh nhiêu kem luôn rồi đó. Trời ơi, báo giá lần nữa thôi. Dòng bi này Đặng Thanh Hoa của em, dòng bi bụng nha, nó chạy chỉ luôn gái yêu ơi. Nó chạy chỉ bi nè, full bi hết luôn nha. Dòng này là 2.952. 2.952. Các bi hả? 2.952 gái yêu kem ơi. Cho chị xem dòng bi đêm hả, dòng bi nè 2.952. Còn không là dòng bi này nữa nha, 3.690, 3.697. Em còn chùm lắc bi đêm này nữa nè, 3.697 em gửi luôn nha. Đó ok mấy chị, đó ok nha, lâu này nữa nè. Đây là một cái loại đa bông khoan toàn tem mấy chị yêu kem ơi, hơi bị xinh mấy chị ơi. Đây bông, bông ơi sao với bông nó đâu, bông là đẹp hả, bông ngọc đẹp hết trơn á, bông ngọc là đẹp hết trơn ấy, yêu kem mới lấy bông tai nè. Nhưng mà nếu mà chị mà thích cậu bông lá quá thì đây một cậu bông lá cũng đẹp á, bông đó nó lợi nhẫn à, nó nhẫn à, gái yêu kem nó nhẹ nhàng nữa. Tới một cậu bông lá thì đâu một cậu lá nữa. Dòng bi 2 chỉ tiền công bao nhiêu em hả? Ok gái yêu kem nha, đây mỗi này em gái nha, có tăng đưa gái yêu kem không, 2 chỉ 52 nhân giá 3730 tiền công xe gắn chốt với chị 590 em gái nha, 9990
số đẹp quá mấy chị ơi, 990 là mình có đơn nha, 990 tiền công em đang xem món này còn như đây 590 ngàn mua đây không em, trời bao đẹp chị luôn á. Còn đâu trước về thấy không, trời em mới vừa lên anh đọc của phát mấy trời chốt liền luôn mà. Rồi 990 là mình có đơn, tiền công đang xem món này là 590 ngàn, có băng đưa nha, dòng này dòng dẻo, dòng dẻo nha, có băng đưa cho tình yêu kem luôn nha. Đương Trương ơi, trời đẹp lắm tình yêu kem nè, móc máy em gái luôn. Đó, cô gái nhiêu kem này lên sao tiếp mấy nhiêu kem ơi, đây là một mang xe ma ok luôn nè. Em nghĩ là lá bông tai cổ nó đi cho nó đẹp nè, nhìn lúc khi đeo nó sợ không bị rớt ít bông nữa. Cứ quên anh về đây, đây, trời ơi, quên dữ chưa, vô đây, vô. Chị gái, chơi rất điểm nữa nha. Bông này hồi trước em bán được có gần chục đôi á. Đạo cơ gái yêu anh Nam phân 60 mấy em gái nha, anh Nam phân 64, tiền công em xe 301, 2.414.000 cho nó nhẹ ổn là niêu ơi, giá tay mình nhỏ nó đeo kích cỡ là được rồi. Bông tay cổng lá nó cũng chơi hấp điểm đó tình yêu của em. 2.414 nha, con em đang xe mới này là 301 dùm em luôn nha tình yêu ơi. Dạ, cọc em 500 đi được mà, cọc em 500 đi được, gửi được anh đổi nha. Rồi cho khoảng cho em gái chỉ đơn lại anh yêu ơi. Ok ấy cho em nha, rồi bình luận lên cho em gửi nè. 2, 4, 1, 4. Giờ đặt cái dòng khác mà mai ra tiệm đổi lại cái dòng chị mới nhận được không em hả? Như chị đeo không vừa tay hả? Đổi được á, nhưng mà chị đặt lâu chưa? Đặt lâu rồi thì là vàng sang ngang bù tiền công. Vàng sang ngang bù tiền công lấy qua chứ, ví dụ như mà chị mua hôm nay qua ngày mai đó, mua hôm nay qua ngày mai thì có gì á thì quản lý bên em nó còn ưu đãi chút tí chị yêu của em. Chứ bây giờ nếu mà chị mua lâu rồi phải, mới hôm qua à. Mới hôm qua vậy là hôm nay phải ra liền. Mới hôm qua là phải hôm nay phải ra liền cho em. Để thì để cho quản lý bên em á, sáng mai qua nhé, được luôn mình yêu rồi, sáng mai qua được luôn nha. Nhã này em có luôn mình tiếp ơi, cho em đồng lượng vàng đi lên like em chốt cho hột trắng lột màu nha. Nếu mà mới mua hôm qua là hôm nay phải ra. Trương Trương thì bây giờ thì là em không, bây giờ chị cứ chốt đi, chốt online xong nó đi, xong rồi cứ ra tiệm em ngay bây giờ đi, tới 9 giờ em đóng cửa đó, để quản lý bên em để còn tính với chị nha, do mới mua hôm qua thôi. Hai chị đó lại hả, hột trắng là hột màu tình yêu của em ơi, hột trắng là hột màu lên like cho anh em chốt đơn cho nè. Lít đẩy sau ngăn hả, đúng rồi, 2.414.000 lít đẩy nút mới rồi. Chị Trần Ngọc nè, chợ công xe 200 được đâu, xe 200 được xe con gái là ở về nhà chở luôn á. Ruột cham tầm 2 chỉ không em 52 à, ruột hả? Hồn trắng đi 22 chơi, nhắn nam. Say quá hả, say. Trời ơi, muốn coi đắp nghiêng của em đúng không? Này à. Lấy giùm em ơi. Người dạ. Chị ơi sao người ta biết xong nó giá tay nó dày quá mà nó che hết trời. Em phải tì nó ra giống như vậy nè. Chứ chung là chơi được còn yêu ơi, cái này mình muốn đẩy vô nào cũng được hết trơn mà, giống như đứt đẩy vậy đó. Giống như đứt đẩy còn ten vậy đó mà do được một cái là nó này là nó quắn tròn luôn. Bỏ con tay nữa đi ngăn hồ, ok gắn Nguyễn của em luôn. À, nè gái nè, giờ không có giá tay của em nó giống như vậy nè. Xin cho chị, trời bao xin gái vô kem luôn á. Chốt gần ngọc rồi chị ơi. Nha. Nha. Rồi ok hôm qua. Đâu kem thằng em lên like ghé tiếp mấy chị yêu kem nè. Từ từ để em đeo lên bông này, cái bông này xinh quá nè. Ruột ruột cham ok nêu kem luôn đang kiếm nè. Đây là một cái này nữa chị yêu ơi. Bông nó sờn nam phi, đá màu vàng. Nhẫn nam. Nam. Ê chị ơi, con thằng năm phê gái nhiêu cây nè, 4 phân dùm gái nha, thị trường mẫu này 800-900. Sao tiền công trên like là còn bao nhiêu đây? Ok em hả, vậy là ok à, chốt cái dòng bay đó đúng không? Bây giờ này em chốt chị vô cái dòng này, xong rồi có gì đem cái gì ra ra tiệm liền cho em gái nha. Nhớ đem hóa đơn cho em gái Trương Trương, nhớ đem hóa đơn cho em gái liền nha tình yêu nha. Rồi tiền công sale 595.000 gái yêu kem ơi, 4 phân nè, nhân giá 3.730, công sale 595, 2.087.000 mấy chị ơi.
2087 gái nào hồi trước hỏi em á, bông nó xịn nó phải màu vàng á, hôm nay còn đây không gái vô quên. Hôm nay có xem like không chị? 2.087.000. Con sale 595.000 gái nha các em ơi. Trời ơi chị nha, bông đó mà màu hồng vàng không hả? Bông đó màu hồng vàng không là màu nào đấy hả? Màu hồng hả? Trời ơi màu hồng còn tươi ráng nữa. 2.087.000 con em sale 595.000 mới chơi, bông nó xịn nó phải hộp đá màu vàng em gỡ nha. Rồi đeo bông khoen toàn tem lên sàn mấy chưa? Đeo bông khoen toàn tem hình chữ H mấy chị nè. Đeo bông khoen toàn tem hình chữ H mã 1, mã 2, mã 3, mã 4. Mã 4 là bông nó đẩy mấy chị, ok mà hình chữ H nha, mã 4 giùm em. Mã 5. Đeo bông khoen toàn tem chứ hờ gái yêu kem ơi. Đó đẹp mấy chị, còn này là đeo bông mặt toàn tem mấy chị yêu kem nha. Đeo bông khoen toàn tem hình hơi 3 tua. Bông mới lấy toàn tem hình chứ hờ mấy chị nha, viền hoa. Đeo bông khoen toàn tem 3 hình tròn mấy chị ơi. Nó ngắn như bữa là bữa hồi bữa lại nó bị cháy rồi. Hồi bữa làm nó bị cháy mấy chị ơi, bị cháy máy rồi. Rồi kêu mấy chị nha. Đầu năm hoa lá xanh sao nở như đón chào luôn. Đậu cơ nha, đây. Đâu khen đấu thứ ba là như tiền, đây đấu ba của chị Minh Tuyết đây. Đấu thứ ba nha là 7/72 nhân giá 3.730. Tiền đâu trường là 400, 500, second line là 301 luôn ạ. Rồi 3.190.000 em có một đơn nha, bông đẹp lắm mấy chị ơi. Giá tay dày đeo bắt được luôn nha. Đậu cơ mấy chị ơi, 3.190.000. Con em đang xem mẫu này là 301 là ok, chứ khoảng cho em gửi nhiều hơn. 3.190.000, con đang xem mẫu này là 301 chùm em gã nha. 3.190 tình yêu ơi, Minh Tiếp ơi, đẹp lắm tình yêu này, trái tay chị sẽ nó lọt không hả, không sợ nổi đâu. Trái tay chị nhỏ mà chứ cái lỗ đâu có to mà đúng không? Lỗ không to nó không lọt là chị yêu ơi. 3.190.000 là mình có đơn là nhánh 5, chị đi hàng nhánh 5 hôm nay tình yêu ơi, đậm tí nha. Đây đâu có bao nhiêu em gái luôn, 3.190.000. Công đơn xem cái này là 301 nha, rồi một đơn lên nữa nè, đau bông bạc mấy chị nha, đau bông đẹp quá, trời quá đời đẹp luôn à. Ở ok này nữa mấy chị, ok mơ đau bạc mấy chị nha, bông bạc mấy chị là toàn tem mẫu này là hình thôi full tắm mấy chị nha, phía dưới này là một cái dạng lưới bản mất máy mấy chị yêu ơi. Mẫu này giờ may màu 91/76 nhân giá 3.730, tiền công em sơ là 340. Rồi 4.726 cho em gã luôn. 4.726 là mình có đơn mấy chị ơi, 4.726 mấy chị mất máy đẹp quá chị mang không được hả? Trời ơi mang không được gái vô kem hả? Đúng rồi là muốn khoen rồi. 4.726 và tiền công em đang xem mẫu này là 340. Đâu khoen toàn tem hình chữ H giùm em gái luôn nha mấy chị nha, quá đẹp mấy chị ơi. 4.726 công sơ là 340 giùm em luôn nha. Này là bông bạc nha mấy chị, bông bạc giùm em luôn. Rồi nữa nè, đây là một cái loại nhẫn mấy chị nha. Đây là một cái loại nhẫn hồi xưa mới chơi, nhẫn một hộp hình rồng nha. Mẫu này hiện tại là size số mấy đây, size số 22. Size số 22 bên Tuyết của em nè. Đây. Nhóm hộ bông cháu chị nha, đây hình rồng giùm gái này, vậy lấy bông năm phân đó nhau cơ gái nhiêu kem luôn. Lấy bông năm phần gái nhiều kem rồi. Mỗi này em gái nè chị Minh Tuyết ơi, 2.501 giùm em nêu ơi. Nhắn một hộp giùm gái nha. Đó, hình con rồng giùm gái luôn. 2.501 giùm gái nè. Thêm cái này nữa, mẫu này là 3.18. Nhắn này là size số 22. Rồi, 3.18 có lắp tay luôn nha gái nhiều kem, có lắp tay luôn. Một hộp bốn cháu loại đê trơn giùm em gái luôn nha, một hộp ở giữa nè, đó 22. Nhắn một hộp full tắm nhỏ đều đều luôn mấy chị nè. Sani em này là sani số 22 luôn nha. Bông hộp lê 4 rưỡi không em gái hả? Ok, tí tí luôn nha, đợi tí anh yêu của em tí tí ơi. Rồi nhắn sani 22 luôn, nhắn một hộp bốn cháu chị là bản full to luôn nha. Ở trong nó có dắt một lưới đẹp lắm mấy chị, mẫu mới ha. Chiếc này có 3 chiếc không 34 thôi. 3.034 nha. Rồi ok, lấy chiếc nào nêu kem ơi. Lấy nào bình luận cho em gái nha. Rồi lên này gái nêu kem nè. Đây là một cái loại lắc gái nêu kem ơi, lắc hơi bị sưng nha. Đây. Đây là một lắc hình trái tim đường dạo tim em mua băng giá.
Chứ ba chị mấy là bao nhiêu em cô nêu kem luôn. Mẫu này là Sunny 50 đôi dừa mấy chị yêu kem ơi. Đây là một cái loại lắc mấy chị nào có hình trái tim. Hình trái tim full 8 nha, móc máy gì em gái luôn, Sunny 50 đôi dừa mấy chơi. Còn cái móc máy nhẹ có nên nêu kem có nha. Ba chị hơn. Ba với ông 20. Trần Ngọc Duyên bớt cho em gái Trần Ngọc ơi, 3 chứ không 34, nhân giá 37-30. Tiền công sale chiếc nhẫn nam này thị trường là 900 triệu. Sao chị còn 620 nha, chị Minh Tuyết nha. Sao con 620 chị ơi, chị mẹ bớt. Chị ơi, tự nhiên nó nóng quá. 3034 nhân giá 3730. Tiền con xe mỗi này là 620. Rồi 11.937.000 mấy nhiêu kem ơi. 11.937.000 mình có đơn mấy chị. Con đơn số này là 620.000 nha, con gái nha. 11.937.000. Đúng rồi, bông hồ lùa cắn á. Cầm tiền á thì không dư gì như một mấy cái lá hả. Là 11.937.000 là mình có đơn ấy vô ơi. 3 chỉ không 34 giờ gái còn yêu em nha, mặt tiền 80 ngân hả. Quá quá nha này. Này gái yêu ơi, đây là một cái mặt túi tiền 8 mấy chị ơi, đồng đô. Mỗi này giùm em gái cho cái màu khi chấm được 41 thôi mấy chị ơi. 1 chỉ 41 nha, bộ cậu lá 24 còn không ngăn nữa. Em mới rồi Niu ơi, cái 50 trơn đi 52 con em hả, 5 chỉ đã vừa ra mà vừa không nhờ không nhờ không nhờ con cá đó bạn lúc mới rồi. Thì được không này chị Năng Nguyễn của em ơi, được không chị Năng Nguyễn, Năng Nguyễn của em nè. 950 trơn 52 con em có dòng đúng không, dòng trơn 950 52. Xếp hai gái tiệm với tình yêu của em, xếp gái tiệm cho chị, chị mua xong gái tiệm em gái thì có gì em đeo lên cho gái yêu kem cho. Có nè, lấy giùm em mình đầu cơ nha, lên chứ chị yêu em ơi. Đây là một loại lót xích lọng bi gái, như cái này lót xích không em có luôn. Đây là lót xích lọng bi, mỗi này là 19 cm, đang không vừa em cắt bớt vẫn được luôn nha anh chị. Rồi phông to mấy chị, phông to mà có 1 chỉ 589 nè anh chị ơi. Thị trường mẫu lắc này em gái nha, nhiêu đây tới là 400-500, Sedan Line 301. Chốt đơn mẫu này dùm em 6.237.000. 6237 là mình có đơn mấy chị nha. Con em đang xem mẫu này là 301 nhiêu kem ơi. Mẫu này lắc nam này là lắc nam nữa đó, được em gái nha. 6237 là mình có đơn mấy chị ơi. Cảm ơn gái nhiêu kem nha. 6237 tiền con em đang xem mẫu này là 301. Con xem mẫu này là 301 điểm lê của em ơi. Rồi nữa nha. Đây là bông một hộp gái nhiêu kem nè, chị yêu kem muốn hộp là 4 nữa đúng không? Hiện tại em có bông một hộp là gái nhiêu kem ơi. Giờ em còn 4 ly gái nhiêu ơi. Hai phân 82, tiền công mang sơ là 200, 1.252.000. 1.252.000 là mình có đơn chị gửi bưu điện được không hay là việc theo trời. Bưu điện việc theo cũng được hết trơn á. Cũng được hết trơn đi ơi, 1.252.000 em. 1.252.000 tiền công em đang xem món này 200.000 nha gái yêu của em ơi. Con xem 200 em có hộp 4 ly nha, hộp 4 ly. Tôi cho em gái đeo em hả? Lắc xích hả? Lắc xích cho em gái đeo. Em có nhiều loại lắc này lên thử gái yêu em xem thử nha. Có một chỉ này gái yêu em. 1.07 này là cái loại lắc xoắn vuông, lắc xoắn vuông này khách đang ưa chuộng lắm. Trời lên nào là cái là chốt liền luôn á gái yêu kem. Cho em xin cái mẫu mặt của tiền dương chỉ chị ơi. Mẫu tiền dương chỉ nha. Mẫu tiền dương chỉ. Nhà mình mua cho em gái đeo mẫu này cũng đẹp này gái yêu kem nè, lắc xoắn vuông này á nha, nó có là nhiêu đây 50. 48-50 đâu vừa nha, này là 1.007 nhân giá 3730. Tiền công em đang xem mẫu này như đây 301, mẫu này dùm em gái luôn 4.066.000. 4066 là mình có đơn với nhiêu kem ơi, 4066 nha. 4066 là mình có đơn. Tiền công đang xem cái lắc này luôn này, còn như đây 310.000 thôi, lắc xoắn vuông đẹp lắm mấy chị ơi.
4066 công xe 310.000. Lắp sóng vui giùm em. Lắp được rồi bé gì nè. 4066 là mình có đơn mấy chị ơi, xinh quá em đúng rồi, quá trời xinh luôn, mấy chị ơi, quá trời đẹp gái luôn. Rồi cô lấy vô kem nha, 40616 mấy chị yêu ơi. Lên tiếp mấy chị yêu kem nè, đây. Em lên sợi này. Đây là một cái sợi dắt ô ban gái vô kem ơi, dây dắt lá nha. Dây 731. Mẫu này chiều dài là 4 cỡ gái vô kem ơi, màu chia 731 nhân giá 3730. Con mang sơ gắn chốt còn bao nhiêu đây? Thị trường 500-600, sơ tinh lai còn là 350 gái vô kem ơi. Điện thông số này nha là 350. Trời ơi, cười cười với tình yêu của em, trời này hết nhậu đúng không? Hết rủ tôi nhậu rồi, chia 731 nhân 3730. Con mang sơ 350 gái vô kem ơi, rồi 6.807.000 ở trên. 6.807 con mang sơ mỗi này là 350 nha. Trời ơi, mỗi này em gái chị nè, 6.807.000, công đơn sâu này là 350. Trời đi ra ngoài Đà Nẵng Hậu An là quá trời vui sướng rồi. Mỗi này em gái chị ơi, bước gửi em gái này mấy chị nè, 6.807.000 là mình có đơn với tình yêu hơn. Ai được đi chơi nha, mấy chị đâu mà biết. Trời không được đi chơi, đâu được đâu mà biết. Trời mấy chị nè, đây là một cái mặt túi tiền chị là Na Nguyễn. Na Nguyễn ơi, màu chỉ không 81 với em gái nha. Để coi cho em nghĩ con khóa. Màu chỉ không 81 là chị đang Nguyễn em ơi, giờ nhích lên chú tí gái vô quên. Công xe 310.000 nha, rồi 4.342. 4.342 là mình có đơn, đây là mập túi tiền nhận gái nha, phương 8 luôn. 4.342. Công em đang xe có mẫu mặt này là còn bao nhiêu đây? 301 đó chị yêu của em ơi. 4.342 là mình có đơn, công em đang xe mẫu này là 301 nhận gái nha. Mặt túi tiền phương 8 nhận em gửi hết chưa? Mặc tiền phun tắm luôn mấy chị ơi, hơi bị đẹp bao đẹp cho gái yêu kem nè. Rồi nhanh tay chốt đơn mấy chị nha. Nhanh tay chốt đơn gái yêu kem, sơn quá trời xinh luôn. Rồi cơ mấy chị nha. 4342 là mình có đơn mấy chị ơi, 4342 là mình có đơn rồi. 4342 nha. Ủa sao mà không có ai kiểu ta. 4342 là mình có đơn mấy tình yêu của em ơi. Ờ xong em qua Nam Nguyễn, quay này Nam Nguyễn nha. Em lên tiếp ra bông tay nữa mấy chị yêu của em nè. Anh luôn yêu em thiệt lòng, anh luôn yêu thiệt lòng. Đây, đâu khoan toàn tên nhất thôi nữa gái yêu của em ơi, lên tiếp mấy chị nè. À mấy chị mua cho bé đeo nè, quên mất. Đây, đâu khoan toàn tên mấy chị nha, hình mặt cười cho bé đeo nè mấy gái yêu của em ơi. Mua cho con gái đeo nè mấy chị. Gái rượu mấy chị yêu của em nè. 2/31 nhân giá 3730, con em xe mỗi này là 200. Rồi 1.062.000. 1.062.000 là mình có đơn chơi 1062. Tiền công em đang xe đâu khoen con một cười này là bao nhiêu? Á đâu bốn khoen mặt cười này bao nhiêu đây? 200.000. Con sale 200.000 anh chị ơi, con sale 200 nha. Giờ em lên sang kẻ nè. Ai lên sang kẻ nha, thích chiếc nào chốt em mỗi đó luôn nè, mình yêu nè. Rồi lên món này nữa ha, em sẽ kẻ cái nhẫn này. Nhẫn này nghe. Đây là một cái nhẫn kim tiền mấy chị yêu kem ơi. Nhẫn kim tiền mẫu này em gái này size đi em này là bao nhiêu đây? 12, à 11 chứ. Mẫu này size số 1 cái yêu kem nha. 2/86 thì trời mẫu này là 400-500. Size trên lam mẫu này còn bao nhiêu đây? 270.000 mấy chị ơi. Con sale 270.000. 2/86 nhân giá 3730. Con sale 270. Rồi ok, 1.337.000 mấy chị ơi. 1337 là mình có đơn lắp bên chỉ đi em gái có nha, chị Linh Yuli ơi, có luôn nha. Rồi 1.337.000 con em đang sale này là 3270 gái yêu ơi. Giá kim tiền giùm em gái luôn nha, lên hả? Lên dòng ngủ trên mâm đi em gái, cơ gái yêu kem luôn đây, cái đất bị gái yêu nè. 1 chỉ gái kia, 1 chỉ mốt hơn đúng không? Ok 1 chỉ nè. Mỗi này em gái luôn nè, 1 chỉ mốt 13 là yêu kem nha. 1 chỉ mốt 13. Mỗi này em gái luôn, chiều dài em này là bao nhiêu đây? Mình đeo lắc bi gái yêu kem nè, mình đeo được từ size này là 50 tới size 54 đeo vừa luôn nha. Rồi ok, mỗi này em luôn nè. 1 chỉ mốt 13 nhân 3730, tiền công em số này là 301. Ok, 4.461 nha anh chị ơi. 4461 là mình có đơn lắp bi nhỏ sẽ bi lớn nha. 4461 tiền công em đang xem món này là 301 chị em gái luôn tình yêu ơi. 4461 là mình có đơn ạ. À, ok, nhưng ta chốt đơn gái này lắp bi chỉ công bao nhiêu em hả anh?
công 301. Công 301 gái yêu quên, công 301 chị em ok chị lên Julia 4461 cảm ơn gái yêu kem nha. Giá khoản cho em món này là 1 triệu nha. Nội dung cái tiền ghi tên Facebook có gì đừng có đi mua vàng mua hàng gì hết nha. Cảm ơn chị. Dòng mấy chị nè. Dòng mình con gắn mấy chị ơi, dòng mình con gắn giùm em ở, mình con gắn mất đỏ mấy chị ok em nha. Dòng này em có gì đi lắm cái bông tan hoa mai để chạy tới đây không em. Ok, chị Hoa Sơn Trinh. Làm tí nha. Cái gì vậy trời, Trần Ngọc? Cái gì tình yêu của em? Mặt cười nhẹ rồi đầu con chim mà sao? Chị nè, đi 50 gái yêu kem ơi. Dòng này dòng hình con đóng mấy chị là 50 giùm em gửi nha, style 50. Không. Có hình dọc nước thôi nè, được không? Lớp bữa xin của em rồi, xin có chào xin luôn, đúng rồi, xin mời chị xin nha. Rồi, ok gái yêu kem luôn nè, lên mấy chị ơi, lên qua là tiếp nè. Em có một cờ đeo bông mấy chị. Đeo bông hoa mặt trời mấy chị nha. Bông hoa mặt trời. Cho một cái nhẫn đang đeo đi. Nhẫn nào trắng nào đấy hả? Mời con gái vô kem nha mấy chị nè. Bông tay mấy chị ơi. Này. Này. Bông tay hoa mặt trời mấy chị ơi. Bông tay hoa mặt trời đó. Châu ve ông mặt trời miệng ông cười thật tươi. Đó chung niềm cười cô giao. Họ qua 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 mấy chị ơi. Rồi tiền con mang sao gái vô kem này còn bao nhiêu đây? 243/94. Tiền con mang sao mỗi này là 240. Trời giờ mấy đôi bông nào cũng hát được ấy mấy chị ơi, không hiểu luôn á. 1.710.000 mấy chị ơi. 1.710.000 tiền công mấy này là 240 bông hai mặt trời. Mấy chị mua cho em bé đeo bắn được nha. Miệng ông cười đặc tươi, chung miệng cười cô giáo. Dạy cháu hát, dạy cháu chơi. Ôi 1.710.000 câu sơ 240 mấy chị yêu kem ơi. Trời nhớ thì bé Xuân Mưa không mấy chị, nhớ chị Xuân Mai quá. Rồi anh tiếp mấy chị ok em ơi, lắc bê xong rồi nè. Này cái nhận 24 vậy á. Rồi đây, đây là một loại lắc bê. Đây là một loại lắc bê sang kẻ hoa mai mấy chị nha. Múc máy cái băng đưa cho gái yêu kem luôn. Đây đẹp quá gái yêu kem ơi. Có này em gửi nha, chiều dài này là bao nhiêu đây? Mình ra được từ size 48 tới size 54 nha. 48 tới size 54 gái yêu kem ơi. Mình lên nhớ sao gái giống mấy chị yêu kem nè. Lắp bi sân cả hoa mai dùm gái nha, 907. Công sale 520, 4.1 38.000 chị ơi. 4.1 38.000 là mình có đơn chị, 4.1 38.000. Công em đang sale là 520.000 yêu em. Công em sale là 520. Game em đây 4.1 38.000 nha chị ơi. Tiền công em đang xem cái này mấy chị ơi, 520.000 nha. Công em đang xem 520.000 đấy yêu kem ơi. Rồi cơ chốt đơn mấy chị 4.1 38.000 là mình có đơn. Công em xem cái này là 520.000 nha. Rồi ok, bắt một tiền đô nữa hả, trời ơi quá trời quá đất rồi. Rồi cơ mấy chị nha, lên món này lấy yêu kem nè. Đâu bông này mấy chị. Đây bông bạc hình ngôi sao mấy chị ơi, bông bạc hình ngôi sao nha, em lên like em giúp mấy chị cây này. Cái này là bông có đích đẩy mấy chị này, đây là bông đích đẩy hình chưa hờ mấy chị yêu kem nha. Đích đẩy hình chưa hờ móc máy là bao đẹp cho gái yêu kem luôn, bao đẹp bao sao mừng sò gái yêu kem luôn nha. Mỗi này em gỡ gái yêu kem ơi, hình chưa hờ đích đẩy mấy chị ơi. Viện này là viện hoa dùm gái nha, viện hoa kim tiền đó mấy chị. Mỗi này là 5 phân 63 nhân giá 3,730, tiền con hồi trường 400/500, xin lên like 208 5 phân 63 con sale 208 rồi 2380. 2380 là mình có đơn chị ơi, 2380. Tiền công em đang sale mỗi này là 280.000 luôn nha, mấy chị yêu kem nha, 2380 giùm em. 2380. Công em đang sale mỗi này là còn bao nhiêu đây? 280.000. Con sale 280.000 tình yêu ơi. Đâu cơ mấy chị chơi lên tiếp tục mấy chị yêu kem nè. Đông bạc mấy chị ơi, đây là một quà đông bạc mấy chị nha, mình xin luôn.
Dạ ổng nâu 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 chị bảy đâu đi đâu. Trời ơi. Bên mấy đó mưa không em mà. Không, giờ không mưa, không mưa. Không mưa gái vô kem ơi. Ủa chỗ gì mưa hả? Ủa ở ngoài Đà Nẵng mưa chị. Đâu khoe toàn đem mấy chị nè một hộp mấy chị nha chữ channel. Channel mấy chị vô kem ơi, cái này là mua cho bé đeo nha, 2/87 nè. 2/87 nhân giá 3730. 2/87. Tiền công mang sơ là 200. 1.271.000. 1.271.000 là mình có đơn đó chị ơi. 1.271.000. Công đang sale mẫu này là bao nhiêu đây? 200.000 gái yêu ơi. Công sale 200. 1.271.000 mình có đơn. Đâu chị về lâu rồi á hả? Ủa gì em hả? Chị về lâu rồi hả? Nhiều. Tôi bắt chị Tình đi. Dạ Bình Dương đúng không? Tính ra từ đây mà chạy ra Đà Nẵng chơi là mất mấy tiếng đồng hồ luôn. Chắc là đi máy bay ha, chắc đi máy bay đúng không chị? Đi máy bay khoảng tầm có 1 tiếng, 2 tiếng tới nhiều. 1 tiếng mà. Chồng người ta cho mâm như vậy em gửi hậu cơ lấy kem luôn, chồng người ta cho mâm. Đây. Dòng KT gái yêu kem ơi, bữa nay giùm gái nha, xin 50 gái yêu kem ơi, đi 50, 52 đâu vừa nha. 50-52 đô giờ là nhiêu ơi, tiền công đang sống này là 880 chút, đôi món này dùm em 10.373. 10.373 ngàn là mình có đâu mấy chị ơi, 10.373. Tiền công em đang sống này là 880 ngàn gái yêu của em nha. Đi với bà hả, trời ơi đi với bà hình yêu của em, tính ra từ đó mà đi với bà con tập lớn tiếng một tiếng đồng hồ chứ mấy. Đó, cô gái yêu của em nha, xin đi 50-52 đô giờ, tình yêu của em ơi, 50-52 đô giờ. Bây giờ đây nè. Ờ rảnh sao năm nổi mà. Rồi đâu khen mấy chị ơi, đâu khen toàn ten hình chữ hờ một hộp mấy chị nha. Mỗi này giùm em gái luôn bao nhiêu đây? Chị 8/4 nhân 3730 mấy chị ơi, cảm ơn 8/4 mấy chị nhân 3730. Có lắp chữ công mình đi 48 không em ạ. Lắp xích thôi, em có lắp xích. Xong rồi mình lấy ví dụ như đeo không vừa cắt bớt không được nha, vô thường nha, được không? 84 tiền công men xe này là 340 gái yêu kem ơi, chốt đơn nhận gái nè. 3473 mấy chị ơi. 3473 là mình có đơn mấy chị yêu kem nha. 3473 là mình có đơn cái em hiểu ấy. 3473 là mình có đơn mấy chị ơi. 3473 tiền công em đang xe món này là nhiêu đây? 340 mấy chị ơi. 3473 tiền công đang xe món này là 340. Bây giờ lớp xích nha, lớp xích có mẫu này nè, đẹp lắm nè. Hả? Không biết về làm sao, không biết về làm sao. À, đây. Đây nè, lót xích chỉ công nè. Bây giờ em có một cái này nữa ha, 2.947. Đây là một loại lót xích mấy chị nè, hát bà remix hả? Trời ơi, không biết phải làm sao là remix rồi đó. Ra 2.947 em gã nhiều kem ơi. Cái này á, thì em cắt bớt cho. Lấy đi 48 cắt bớt gái nhiều kem nha. Mẫu này hiện tại là tính chưa cắt, còn cắt bao nhiêu thì nó còn bớt tiền nữa. 2.947. Tiền công em sơ lót này luôn nha. Còn như đây thì trường 700-800 sơ trên line. Còn là 408. Sale trên line là 408. 11.472.000 giùm em gái luôn mua thường ơi. 11.472.000 công sale 480.000 nha. Ruột cham và dòng chứ nó mơ chị đâu. Ủa ruột cham có chưa? Lem dòng ruột cham màu vàng ít nhẹ thôi. Rồi ok nha, dòng chứ nó mơ có chị Nguyễn Gia Hân của em nè. Đây em đang đợi gái yêu kem, đây là cái loại dòng trơn nha. Có khóa luôn gái yêu kem nha, 4.999 gái yêu kem ơi. 4.999 nha, rồi cơ gái yêu kem này tiền công nên sao cái dòng này gái yêu kem luôn. Không biết về làm sao, không biết về làm sao. Rồi cơ chị nè, trời ơi. 4.999 là 5 chị gái yêu kem ơi, tiền công nên sao cái dòng này là bao nhiêu đây? Công nên sao cái dòng này là 600.000 gái yêu kem nha, không có con em ạ. Ủa vậy chơi tập lên ơi. Hơi hương đi. Mấy dòng chân chứ nó mơ nè. Mày loại dòng chân không khóa nha. 5 chỉ. Đem rồng luôn đi 52. Rồi đem rồng đi. Em nghe nè chị ơi. Em nghe Trần Ngọc. Trời ơi sao chị yêu của em. Em nghe Niu ơi. À. Đây à. Đây giờ mình gửi đây nè. Em nghe nè Niu của em sao chị. Trời ơi, đâu khoe toàn tay hình thôi, em để đâu rồi chị ta chị ơi.
em nhớ sườn áo rồi. Gì? Đâu coi gì nè, có dòng lục ban đây nêu coi. Dòng lục ban 1948 giùm gã nè. Long ơi, xong phong đếm tiền giùm cho Long. Đây. Từng rồi đây giùm gã nha. Đây là kêu cho vui hả? Trời em yêu mà em nói đầu yêu thì yêu mà lại phải yêu vô nha. Yêu mà không vô là giỏi nha. Bỏ trước à. Còn ngay là chị yêu chưa thấy nghe anh yêu nhỉ. Ừ. Đó, em nói cái câu từ đó một cái là thôi rồi luôn á. Trời mấy chị đó tới tiệm nói em. Trời ơi anh yêu là không có ở đây luôn á. Trời ơi mấy chị ơi. Mình ngượng không nói, có mấy cái đó mình không nói được. Hình như là họ không nói được luôn á. Đó là không cho nói luôn á. Giá này là màu chỉ 48 ngã nha, nhân giá 3.730.000, tiền công may sau là 590.000 chơi. Chốt đơn 7.856.000. 7.856.000 là mình có đơn mấy chị ơi, 7856 là mình có đơn nha. 7856 giùm em gã luôn mấy chị ơi. 7856 là mình có đơn mấy chị ơi, nhìn ta chốt đơn giùm gã nè, 7856 nha. Tiền công em đang xem món này là còn bao nhiêu đây? 590 mấy chị ơi. Con xem 590 nhân ta chốt đơn giùm em gã nè. Không biết phải làm sao, không biết phải làm sao. Chờ chẳng lo đâu, vô chọc em có mua gặp á. Không phải chị, trời ơi, thường thường ví dụ như mấy chị em mình nói nhau, ví dụ như kêu ờ chị yêu đúng không? Ví dụ như người like, ví dụ như người like thay thế em là anh Nam đi. Ví dụ Nam giống như Tiểu My đó, kêu trời ơi chồng em, anh yêu em vô, ừ cái đó em nói gì. Tình thường nó chết làm tự nhiên mình nữ mà tự nhiên mình nói cái mình ngại chứ mấy chị. Em chào Tâm An nha. Em chào Tâm An. Trời ngại muốn chết. Xe không nữa đi em mà chị lấy nha. Trời em xe luôn rồi. Tình yêu ơi xe lắm luôn rồi chị ấy. Thị trường tới 800-900 ngàn lạng. Tiền công xe bữa này tới là 590 nêu kem nha. 1948 nhân giá là 3730. Tiền công em xe bữa này tự nhiên là 590. Hồi trước mấy chị nè, 7.856.000, 7.856 là mình có đơn mấy chị ơi. 7.856 nha. Anh ơi nghe nhỏ của em hả? Nhỏ hả mấy chị? Nhỏ không? Nhỏ hả? Nhỏ em rút mít ra luôn. Rồi chị nghe em nói chưa? Nói chưa mấy chị ok. 7.856 là em mới tiền con sale là 590. Em sale rồi, chị ok mời em sale rồi đó. Rồi 7.856 là mình có đơn nha mấy chị nha. Trời có anh nào mình mới đây cũng được cũng dễ. 7.856 giùm em, tiền công đang xem cái này 590. Trời ơi Trang Lê, hồi nãy giờ chị núp lùm đúng không? Chị núp lùm chị coi like. Trời nghe con nào vui vui là chị cười cười đi nghe. 7.859 trời ơi Trang Lê khoái lắm. Trang Lê khoái mấy vụ này lắm. Ở cô gái vô kem nha mấy chị, dòng con bướm 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 mấy chị nè. Dòng này là Sanim này là bao nhiêu đây? Sanim này Sanim 52. Sanim 52 mấy nhiêu của em nha, Sanim 52. Đó. Món này em gái nha, cái này là bao nhiêu đây? 2.295. Thị trường 800-900 hả? Sợ là ghẹo ạ. Trời ơi, mấy anh nam của em chơi lẹ em nói rồi chào anh thôi, chào anh quật quật thôi. Chào anh quật hay là anh này nọ thôi, chứ không có kêu kêu như vậy nha. Cái mà út em đang đeo ngáy yêu kem mạo cơ nha, đang thích lắm bi hi hi hả, chốt đi tình yêu ơi, còn dần trò gì nữa. Dần một chỉ hơn ơi, bé ngăn ô cực kỳ vong của em nha, nhớ thân đeo ngón ấp út à, mỗi này em gái luôn nè. Đang đeo mà ngón ấp út, mỗi này em gái luôn nay, nhớ một chỉ gái nha, xe xin mời. 4/23 thì con men đang xem cái này là bao nhiêu đây, 270. Chốt đơn mấy chơi, 1.848.000. 1848 tiền công xe 270 gái yêu ơi, dòng dòng trăm gái không em mà ơi, chắc chắn không. Chị cô em xiết nè. Chá dẻo như cái gì vậy đó chị yêu, nó dẻo lắm chị. Nó không có giống như mấy loại kia đâu nè. Em coi dẻo. Em quẩn tròn á nè. Đâu giãn á nè, yêu nè, được chưa. Dòng dẻo mà chị sợ gãy gì đâu. Trời ơi, sợ giãn ra em còn nghe được. Dẻo một khi dẻo là giãn là thôi chứ không có gãy nha. Gãy là loại cứng đâu, còn này là dẻo mà.
đâu cơ gái vô kia không nhờ? À không phải tay kia ngăn ơi hả? Mình có hồ ly nha Phương Lâm, mình có hồ ly chị ơi, đẹp lắm chị. Con xe 301 2720. 2720 là mình có đơn với chị. 2720 nha. 2720. Đợi cơ gái vô kem chưa? Trời ơi, mới tới gần đó là hôm nay là bao nhiêu rồi? Hôm nay là ngày 3 tháng 11, nay có liên lạc với chị không em hả? Nay cơ like được, nay cơ mới được like ổn hả? Gái vô kem nè. À, có dàn hả? Dàn con em hả? Nay cơ mới được ổn hả? Chúc được chăm nha, mấy chị đã đổ con ngủ nha. Ô cơ, gái vô kem, ô cơ chị. Người ta đeo 54 nhưng mà người ta đeo không khóa, người ta đeo không khóa. Ủa, lấy mày nói vậy là tưởng mà người ta đeo 54 mà mày cướp là không khóa. Rồi, hai lần dọc đi, mất nhiều kem nè. Có khóa trường mạnh cho mày, ủa khóa trường mạnh là cái gì vậy? Khóa trường mạnh là cái gì Trinh? Ấy là khóa trường mạnh là cái gì? Ủa khóa trường mạnh là gì tình yêu của em? Em chào anh trai yêu của em nha, có bông kiểu nào giống bông đậu lá 24? Em hình như còn có đôi bông nơ á, lúc mới em còn đôi bông nơ á. Rồi giờ lại mặc cái chuyện chị Ánh Dương nha. Hai giọt nước ơi, được cưới, được bán nên like không ạ? Được cưới bán like hả? Dạng 4 chai thì riêng tiền với lại dòng á, riêng tiền với dòng á là nó có đế trong lại không có bán được. Mà riêng nhẫn nha, nhẫn bông tay hoặc là dây chuyền á thì là em bán được, chứ riêng mà tiền hoặc là dòng á là nó có đế phía trong xíu cũng có được anh ơi. Nó phải ghé tiệm. Trời ơi, em xin chào anh Nguyên Mát. Em chào anh Nguyễn. Rồi có cái mặt lục lục á, lục lạc. À, cái mặt lục lạc là cái chuông đúng không? Rồi là cô có mặt chuông, chị Giang đang đeo bao nhiêu hả? Độ kênh yêu kênh luôn, Giang đang đeo mẫu này em gái nè, bao đẹp luôn. Trong xe 1.295.000 cạnh. Ở đây mà làm sao? Giờ tính tiền lại mê bứt. Trong xe 1.295.000 cạnh ghi lại mê bứt. Quá mấy chân, cái sợi này đúng đẹp luôn. Đó giống như mấy chị nè, đó những lúc ví dụ như anh Cần Danh nè, đó hoặc là anh gì đó, anh quên luôn Trần này, thấy cái mặt của mình, à tôi thấy cái mặt bà không mang rồi đó nha. Cái mặt lục lạc á, cái mặt chung mà lục lạc lắm. Hả? Chị ơi, em đang có mặt lục lạc đi chị. Mặt lục lạc á? À, chị gái ơi, mặt lục lạc em đang bị hết tiêu rồi. Đâu là không có tiêu của em ơi. Cái dây là sale từ con 1.295.000 chút, tên gái yêu kem nhỉ? 3 chỉ 8 mấy nhiêu? 3 chỉ 8 chỉ 4 nhân giá 3730, còn xe mẫu này là 1.295. Dây là 15.820.000. Dây là 15.820.000 nha. Đợi thiệt á chị Ánh vừa, em không mang thì có bị hậu dạng với cái mặt lục lạc đó. Hậu dạng với cái lục lạc đó nó gắn vô cái dòng em bé, hoặc là nó lắc thôi. Con đọc này cái kim to, còn con gái hả con? Đây tôi nhớ thương ngày chơi hình trái tim đâu chị ơi, bọn mình nó chưa có mặt to nãy giờ đem ra đâu hả? Chị trai xin lại với con Nguyễn Loan chốt đi gái yêu kem ơi, tại sao uống ngồi được không mua áo que hả? Trời chứ biết sao cái dòng nó dòng dặn đế, cái mặt cái dòng uống dặn mà nó có đế bên trong luôn á, nó bọng anh ơi, nó mềm nữa, xí một cái mà ông tư mà sợ hở cái nó gãy dòng cái kỳ luôn. Ô cơ gái yêu kem nha, bây giờ lên mặt gái yêu kem này, mặt cái kiềng hai, mặt hình chữ T giùm em gái luôn đó. Tình yêu nào có mặt hình chữ T chị nè, chị Thanh, chị Thủy, chị Hương, chị Thanh đó. Yêu kem ơi, mẫu này là 29514 giùm em gái nha, 29514 á chị yêu kem ơi, hơi bị đẹp luôn hình chữ T. Rồi mặt hoa gái yêu này dòng 6cm đi bao nhiêu giùm em hả? 60 chị ơi, 6cm là đi 60 tình yêu của em, 29647 yêu kem ơi. Ai chúng ta cũng 7 nữa nha, mày đẹp luôn, chị Nguyễn Loan còn nha tình yêu ơi. Rồi dòng nữa mấy chị nè, đây là một cái mặt mẹ qua mấy chị ngồi trên lá bồ đề, một chị bảy mấy nhiêu em gái luôn nha. Mọi đơn Nguyễn Gia Hân. Nguyễn Gia Hân hả? Nguyễn Gia Hân này. Rồi chị Găng Ly hết dạy em rồi. Mỗi này em gái nè, 1 chia 7 44.
kẹo ông bốn nha tình yêu ơi. Ờ cơ gái yêu kem nha, nhắn con bướm bướm vô em hả? Con bướm 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 bay bướm bay bướm bay. Đi mấy giờ cửa hả? Đi 60 tình yêu ơi, đi 60 á. Mỗi này là sao đi số 12 gái vô nè. Lại tự nhiên là thấy biểu trái biểu tim luôn nha em hả? Lại mà nhìn nghe là thấy biểu tim. Ờ đúng rồi gái yêu kem. Bự lắm mà. Bự mà. Màu chỉ 654. Tiền con may sao thôi dần những ngày vô đây 450 hết chưa. Rồi 6619 giùm em gái luôn. 6619 là mình có đơn trời 6619. Tiền con đang xem mẫu này luôn nha. 450 gái vô kem ơn con xem 450. Nhắn một hộp trà 18 có phân gái hả nhắn một hộp trà 18 là có nghĩa là nhắn một hộp. Có nghĩa là nhắn một hộp trà ở đó chị Tâm An. Nhắn một trà ở đó mà có không lấy chị yêu rồi. Rồi nè bộ mặt này gái vô kem nè đó. Gái nào đẹp lắm nhiều ơi, bộ mặt hiện gái nha. Dây đăng đeo bao nhiêu? Dây đăng đeo là 15.820.000. 15.820.000 cái liền mặt nha, con sơn 1.295.000 thôi yêu ơi, có bằng đưa nữa. Lắc này đi mấy em gái hả? Lắc này đi mấy em? Lắc nào? À lắc này đi mấy em hả? Lắc của chị cũng là size 60 nhưng mà cái chiều dài của nó là khoảng tầm gọi là 19cm. Lắc chị lấy đi mấy? Lắc chị là chiều dài lâu con ước ở nhà là 19cm. Đi 60 chị đo ngang thước là 19cm tình yêu của em. Chị đo ngang thước với nha là chị xin là lấy 19cm 5 phân 91. Dặn tim mà khuyết vì dặn trái tim ở trong giữa lòng. Có hồi không nhớ hả? Có là không chị chơi vậy mơ hồ á chị yêu ơi trời dễ tả cái là bông trái cây mơ hồ hay là ôn hình trái tim gì bị tắm tiền tắm mà chị nói trong nước mà chị cho trong vừa à giữa nè dặn mình trái tim vì em thôi đúng không nhưng mà nguyên trái tim ở giữa ôn hình trái tim ở giữa hình trái tim cái khuôn tắm về ngoài thôi ở phía trong là nó không có gì thấy. Giờ đây là một mặt hình da gái yêu kem nè. Mặt hình da gái yêu ơi. Thôi để em đem vô hết chị yêu kem đây có nọ lên like cho kém chốt luôn. Mọi người gái yêu nha. Là mặt vui sòn giùm gái nó mới chơi mặt nha. Tạo một cái hai số 15. Cái hai số 15 nha là một cái mặt bốn cháu nó chơi. Đó ba tầng hộp tắm giùm gái nha. Ba tầng hộp tắm luôn. Một cái mặt hoa dạng xưa ba màu 1 với 3.52. Món này là 1 chỉ 3.52 giùm gái mới chơi. Một cái mặt hoa xưa ba màu mới chơi đốt xoáy giùm gái luôn. 1 chỉ 3.52 mới chơi quá đẹp mới chơi 1 chỉ 3.52 nha. Rồi cái này nửa gái yêu kem nè. Một bao nhiêu trước chàng yêu. Nửa chơi nửa tắm gái yêu kem ơi. Nửa chơi nửa tắm món này giùm gái mới chơi. 1 chỉ 0.54 mới chơi nha. 1 chỉ 0.54 mới chơi quá trời xinh luôn mới chơi. 1 chỉ 0.54 đó. Rồi nữa chị này là hình con rồng mới chơi 1 chỉ 407 mới chơi 1 chỉ 407 nha hình con rồng mềm em đó con rồng mới chơi đó rồng đúng ngầu luôn mới chơi rồng đúng ngầu luôn á rồi dòng chị mấy á vô cái này dòng chị mấy này mình like cái chốt cho giờ cái dòng này tình yêu ơi cái dòng của chị trần nguyễn như thân quen nè đó dòng chơi nghiệm gái nha nhắn một hùng tràn một tấm tròn em hả ok thì tao đang quen luôn. Ủa thứ đâu? Thứ ai lấy hả? Chị Tấm. Chị ơi, rớt rồi. Rồi cô gái vô này, sao cô gái vô kem ơi? Bây giờ thì người ta tim rỗng nè. Phải không? Phải trả lại. Rồi đúng, chị yêu của em, chị Nguyễn Lân. Chị Nguyễn Lân của em ơi, đúng rồi không? Chị yêu của em. Đúng trời ơi. Mấy chị quan kiếm gì quen lắm luôn á. Nhà có em ở. Đi mấy gì em hả trời. Chị hồi chơi riêng vào gái yêu kem đi số 10 gái yêu quên. Đi số 10 nhưng mà mẫu này chính đi đi nhỏ được nha. Từ size số 6 tới size 20 mấy luôn. Bởi vì nó là đai trơn. Anh chị muốn đeo này bao nhiêu được hết trơn em làm đi cho nha. Chị Nguyễn ơi, chị Nguyễn gì đó chị Nguyễn Gia Hân ơi đang có dòng trơn 4 dòng trán nữa đây nè. 5 chỉ luôn yêu kem nha, 5 chỉ. Năm chỉ lấy kem nha, năm giá là 38.580. Tiền công xe 600, cái dòng này là 29.950. 29.950 thì gái yêu kem nha. 29.950 thì trả luôn.
ơi, 29.950.000 ngày ơi, lố ngăn lấy cho chị cái dòng đá mắt mèo xanh lá. Đố em nữa à. Trời ơi, nghe cô đố mày. Trời ơi, nó cũng dắt nó dễ dàng quá. Trời ơi, lá này cho em nè. Có thì có đó, nhưng mà để em coi nó có đi gái như kêu nha. Rồi dòng hột hột gái yêu ơi. Dòng 1 trắng viền ngon ở đây 1.658 hết chơi. Dòng 1.1 với chị nhau viền hoa phương tâm hết chơi 1.658. Là cái này em gái nè 1.8. Là dòng đá hay là dòng đám mèo giống như con đá màu xanh biển màu hồi trước nữa. Cái gì mà không có gì á. Giống như dòng đá thạch á. Cái bản nó to này nè. Được không? 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 Được ai giờ cứ là trong này đó chứ bắt gần ngồi này thôi đi. Đó một con đó. Con này có gì má? Trước sân sân quê mấy chị ơi. 1.472 mấy chị ơi. Chờ một hộp điện hoa phun tắm dựng ra mấy chị nha. 1.472. Ok, dòng màu gái hỏi em đây. Lớp gì chị? Lớp đi ra màu à? Không có á, có em được không? Nghe có từ đi khó nha, nó lo lại tí á, vừa có nha, có nha em. Rồi ok, mấy chị này lên qua là tí mấy chị ok em ơi. Đây là một cái nhẫn nét xoắn 50 gái ok em nè. Một đá màu tím mấy chị nha. 6.93 mấy chị ơi, một đá màu tím 6.93 lá sừng năm pì tím mặn tím mơ tím chung tím chung tình đậu cơ á đâu phen của quay em đây chợ kiếm được rồi ha ha nè giờ đây coi trời nữa quay chị ơi đâu quay nó tìm có rồi nhiêu các em ơi đủ đây là một cái lợi lắc nhiêu cái nè đây cứ lông quen mà bồ nít tìm mày gái vô kem ơi quên mình nít tìm mày chị nè đó đúng không ok là em chú lấy vô kem nha 4042 3720 3730 con sale 270 chốt đơn 1.810 tính ngàn yêu ơi 1819 là mình có đơn với chị 1819 là mình có đơn nhưng đây chốt đơn với chị 1819 nha, đừng hỏi chị xem nhau, tôi lấy cho em luôn, muốn thử em đã thử luôn cho. Dạ. 1819 nha chị ơi. 1918 hả? 1919 hả? 1919 tình yêu ơi, 1919 trời ơi. Đó là mấy chị ơi. Luôn xe 27 của chị. Là mấy chị. Một chín một chín tình yêu của em ơi, con em đang xin mẫu này là 27 nha. Các bạn ơi, kiếm chỗ cho các bạn ơi. Nhận lương các bạn ơi. Kiếm chỗ cho các bạn. Trời ơi, nhận lương hả? Để hôm nay mà nhận lương sớm vậy. Ô Phật, chị ơi, con nhỏ nó nhận lương gì sớm vậy? Sắp xếp, xếp hàng nhận lương từ từ thôi nha mọi người. Chỗ tương lai nha. Đây, đông phen gái vô kia nè, đông phen. Ờ, tối nay nhậu đi, chị ơi. Tối nay có lương đi nhậu, mấy chị. Ký tên đi em ơi, chị ơi. Đâu phen cái tim, đó. Mùa chị, mai nở, mấy chị. Trời ơi, coi kìa, chọn ba em bông, ấm bông chen nữa. Chọn ba em bông chen nữa, trời ơi luôn á. Này gái nhiêu kem ơi, chị đó, chị Thi bảo là có chị em chị đi bấm mà. Đó, tôi tối rồi nè. Chị bảo là chỗ bà không dùng. Sao đâu có tôi này yêu kem nè. Trời ơi, dỗ chị luôn á. Nên mà tôi này đáo mềm em, trời ơi nè, đẹp không chị. Chưa sáng gặp nó đúng đẹp luôn gái vô ơi. Nó giống như dạ quen mấy chị ơi nè, chưa sáng gặp mấy chị nè. Sáng là đậm mấy chị nè, trời ơi. Đúng rồi, đám mèo bao cấp mà. Ok, gái vô nè, trời ơi, chị Thi Bảo ơi, rồi đợi tí nhiêu kem ơi.
Cảm ơn chị Nguyễn luôn nha, mãi nhớ. Cho con cho món này là 500 ngàn. Lấy về nha. Đeo như vậy nha. Móc mèo mà, móc mèo để em gửi nhá. Vô tới xe tự nha. Này, đá móc mèo. Chỉ 867 em gái trong thị trường 3 triệu 3 triệu 1. Xe cho gái yêu em còn bao nhiêu đây? Triệu 995 ngàn như em ơi, ghi em với một triệu 995 ngàn. Một triệu 995 ngàn, 1 triệu 867 nhân 3 7 3 1. 1 triệu 995, 8 9 5 9 cho em gái nhiều ơi, 8 9 5 9 cho em rồi, 8 9 5 9 cho em con. Xem món này là 1 triệu 995 ngàn. Màu đúng đẹp luôn chị ơi, đúng đẹp luôn. Tóc mèo chốt xong rồi đi đâu đi yêu nè. Trời ơi trời, đây còn mấy đưa mấy hộp đây. Đây là một lệnh lắc ô ban gái yêu kem ơi, chị không nổi à. Trời ơi trời, đâu đi được rồi đó, đi được rồi đó. Ông cản nha, ông cản nha, em ông cản nha. Nợ cơ gái yêu kem nè, đi thoải mái chị, đi bỏ đi thoải mái chị, vui vẻ dễ vui. Bye bye chị. Đây là một loại lắc sấm, đây là một loại sấm giác oval. Đây là một loại lắc sấm oval nhớ chị nha, ban lệ vi hình ngôi sao, còn lá màu đỏ mấy chị nha, hơi bị đẹp mấy chị có tông đen đó nha. Để lấy cái kem nè, đây là lắc bằng em chú mấy chị nha. Cái này là 1 triệu 773 thị trường 900 tới 1 triệu, sao tông trên la còn nhiêu đây, 665 ngàn. 665 ngàn. 7278 mít chiêu ơi, 7278 giùm em, 7278 nha. Đem video đó lại bình ngân quay phim chị chính. Trời ơi, chị đi bỏ, chị không chị. Trời, nếu mà em quay được em cũng làm kỷ niệm mà, chứ không có đăng lên gì đâu. Chiêu ơi, em quay làm kỷ niệm. Đó, 7 triệu 200 78 là mình có đơn nha. Trong sau này là 665 ngàn. Em quay làm kỷ niệm thôi. Ok mấy chị nha, lên đây với người yêu em nè. Đây là một cái sợi lắp bi. Lắp bi chị nha, hình chìa khóa vờ con ngó bị đất mấy chị ơi. Con ngó bị đất mấy chị là đúng tung luôn mấy chị ơi. Em đẹp em xinh ghê. Ôi trời, lông ra rồi. Trời, lông biết à. Mẫu này bán em 1 triệu 838 dùm cả nha. Thì trời, mẫu này là 800 900. Sơ tiền công trên like còn như đây 500 900. Tiền công nguyên sơn là còn như là 590 ngàn, chỉ 838. Con sale là 590, ok nha, 7 triệu 446 nghìn. 7446 là mình có đơn mới chơi, 7446 trời ơi, 7446 là mình có đơn, trời ơi, nhà này thành viên đúng với Hương luôn. Con nguyên sơn là 590. Rồi tiếp nha, đây là một cái sợi dây lắp đẹp lắm cho em, thấy cái mũi nào đẹp đẹp á. Rồi nhà này đúng với Hương luôn. Hai cái mà nói cho ba cái nè, đi. Đây là cái sợi dây lắp vuông 3 chỉ 260 3. Đây là cái sợi dây lắp vuông oval màu chỉ 898 nha, 98. Trời ơi, dài lông dài lên ngôi rồi. Dài lông dài lên ngôi rồi. Hôm nay là lông cục cưng, ngày mai lông cục sai. Rồi đây. Đây là một cái sợi giáp ô em gái nha. Đây là màu 898 hết trơn. 898 hết chiều kem nha. Mỗi này em gái là màu 898. Trời ơi, thằng lương gì đâu mà chịu hết chứ. Tiền công em sơn là kém chút kìa. Thị trường 700-800 sơn là còn có là 490 ngàn. Rồi được rồi, chị ơi, chị có giết chị lên rinh. Con xe gắn chốt nhiêu kem nha là 490 ngàn đấy, yêu kem coi như ta chốt đơn thì là 1898 nhân giá 3730. Con mang xong cái này là 490, chốt đơn 7570 là mình có đơn cho đến 7579 nhiệm gã luôn yêu kem ơi, 7579 nhiệm gã luôn yêu nha. Rồi cơ chuyện nha, 7579 mày im mẹ cố gắng đi, quá một cái quầy mong là vậy.
rồi, chốt đơn mấy chị ok em ơi, 7.570.000 là mình có đơn nha, đây là một cái sợi dây giám sát mấy chị ok em ơi qua nha. Trời ơi, mấy chị ok em cần buồn ngủ không á nha, mấy chị ok em hết trơn rồi. Bây giờ là 3 giờ chiều quá, bây giờ gấp 3 giờ chị.
tính đặt cũng có thời gian rảnh nhờ. Chắc chị đang làm đúng không chị Bố Vân Lê? 1.445.000 mà chị ơi, con xem cái này như đây 270 mà chị ơi, con xem 270. Đúng không chị? 1.445.000 nha. Rồi mấy chị muốn ly nữa nè. Ủa hộ mà chị vừa ạch rồi. Chị vừa ạch rồi chị ơi. Trời ơi vừa ạch rồi kìa chị, tôi yêu em bởi chị ơi. Gọi nghe ngái chị ơi. Trời ơi mấy chị nha, đâu này lấy cho em ơi. Còn này nữa nè, đâu khen toàn xem cái này nữa mấy chị ơi. Đâu khen toàn xem cho mấy chị yêu game nè, nọ đẹp mấy chị. Mỗi này là 9 phân 48 nhân giá 3730. Còn xe gái chốt như đây 340 chốt đơn gái này 3.846.000. 3.876.000 là mình có đơn chị mới làm nhiều giờ gái yêu game. Trời ơi tính ra bên đó đi làm buổi sáng rồi tới 3 giờ chiều gì cũng độ cũng đỏ lắm luôn á. Đi làm nail đúng không chị? 3876 tông xe này là 340. Em tưởng 34 chứ. Còn có chị bộ 13 chốt mà tông xe này sao? Chú bộ dòng xi men ra sao á? Chú dòng xi men ra sao á Hương ơi? Bộ dòng xi men ý á, bộ dòng xi men ý á Hương, xóm á. Đây đâu khen thằng tên để cho gái yêu kem ơi. Chứ hồi nãy chứ đâu có chú được 18 đâu, mà sáng mới chú ý là bộ dòng xi men á. Chính phòng 48. Đi con xe là 300 gái yêu kem ơi, chú đơn giá này 3876 gái yêu nha. 3876 gái gái luôn, tiền công đơn xe này là 340. Công đơn xe này là 340, mít yêu kem nhau nói chú yêu kem như các bạn hôm nay bằng đậu ghê luôn. Đi làm quá trời nè. Vì mấy chị yêu kem quá trời làm rồi, mấy chị yêu đâu hết trơn rồi. Chào cơ mấy chị nha. Ôi dạ. Thôi cô gái yêu kem nha. Trời ơi mấy chị yêu kem đâu hết trơn rồi nè. Mấy chị yêu đâu hết trơn rồi. Trời ơi con xem quá trời luôn mà mấy gái yêu đâu hết trơn rồi. Rồi bình luận lên cho em gái yêu mấy chị yêu kem ơi. Bình luận tương tác cho em vui mấy chị yêu à. Rồi, mỗi này đến đây chị nè, bông cỏ bông lá. Trời ơi, bông cỏ bông lá chị đẩy mấy chị yêu em ơi. Quyền đá chi bơi gớt chìm em nha, bông này bao đẹp luôn. Đó. Cái đô phe nào mà nhỏ nhỏ xinh hình con bướm không em hả? Hình con bướm bướm nè, bông cỏ có hình con bướm ấy yêu không? Bông mặt hình con bướm bướm thôi, chị anh Phương Nguyễn ơi. Đây nha, cái đô bông hột bèo đó chị nè. Bông cánh lá thì cả nhà không có kê, trời ơi, nhà anh đi quen. Đắp lùm nãy giờ. Đắp lùm nãy giờ nha, tình yêu nha. Nấp lùm nãy giờ luôn, trời ơi, còn giống vậy không em? Trời ơi, nãy bữa chị đi làm nữa rồi chứ. Chắc là giờ này chắc là chắc làm mẫu thì mẫu bên nước mẫu giờ khác nhau đúng không chị Hồng? Không giống giờ đúng không? Trời em thấy nó khác giờ nha. Em mấy chị ơi, đây là một cái lời đơn bông mấy chị nha. Mấy chị nha, cả cuốn lá nhìn đẹp chưa? Để sẽ xem cái chốt 8 phần 2. Nhân giá 30, công men sale lạ 74. Chốt đơn giùm giá Niu ơi, 3.153.000. 3.153.000 là mình có đơn và tiền công đang xem mỗi ngày là 3.153.000 có đơn nha. Cô gái yêu kem nha. Rồi mấy chị lên luôn, yêu kem ơi, lên nữa mấy chị nè, lên lên cho mấy chị ơi. Rồi. Nhớ hụt trà gái yêu kem nè, nhớ hụt trà nè mấy chị ơi, nhớ một hộ 4 cháu chị nha, 2 tầng 2 lô. 2 tầng 2 lô dưỡng gã nha. Mẫu này có gì đây, 9 phần 92. Mẫu này 9 phần 92 dưỡng gã của mình chưa? Trời ơi, đúng đẹp luôn mấy chị, cái gì vậy trời. Rồi, chắc mình đem ra cho bán người tình yêu của em nha. Rồi, em lên cái xe kem chú, tí mấy chị yêu kem nè, bông này đang đeo bông gì đây, hụt trà. Mấy chị là tâm nha, chiếc này em nha, xa như em này là 16 mới chơi, xin 16 mới leo dừa nha. Tiền công trường 6.700, sao tiền công trên like còn là 401 mới chơi. Sao công trên like là 410.000. 992 nhân giá 3730, con sao 910.000. Ủa con sao 401 chứ chờ nhầm mới chơi. 4.110.000 nha. Đây mà qua nhập hàng mới xa. 110.000, tiền công em đang leo cái này là bao nhiêu đây, 401 mới chơi. 4 triệu
triệu 110 ngàn là mình có đơn nha, 4 triệu 10 ngàn là mình có đơn. Đây, đây là một người đa bông mấy chị nha, 1 hộp 4 cánh mít trơn, 4 cánh mít bao ghét. Trời ơi, cái quá Tuấn. Giờ em có lựa không? Mấy đơn giản hình như của em nè ơi. Đó. Ok chị yêu nha, bây giờ lên này tiếp với chị nè. Đây là một cái loại đa bông thương hiệu chữ chữ chè leo. Chè leo đủ hình đem mấy chị yêu kem nha. Rồi ok mấy chị nè, lên tiếp chị ơi. Quá xin mấy chị ơi. Rồi đâu ta là em gái của tình yêu của em nè, lên xe tiết kém chút các chị yêu nha. Mỗi này dùm em có là 3/75 nhân giá 3,730, tiền công bây giờ gánh chút là 270 yêu nha chút, đúng không em? 1668 trên 1668, tiền công bây giờ mỗi này là 270 ngàn nha, 1668 luôn. Nhớ hồ tím là bao nhiêu giờ ngăn hậu cơ gái em luôn, nhớ hồ tím. Mỗi này tại là sai đi em này là 15 nha. Ủa 15 nháy yêu ơi. Tiền công từ 1 triệu 1 triệu 2, xe tiền công Đinh La còn 805 ngàn mấy chưa. Công xe Đinh La còn 805 triệu mấy chị. Ok chút đơn em gái nè. Sáu hơn chiếc 3 nhân giá 3,730, tiền công xe chở 805 ngàn. Chốt đơn 3 triệu 390. 3,390 là mình có đơn, tiền công xe số này là 805 ngàn. Em gái luôn tình yêu của em nha. Rồi 3 triệu 390 ngàn là mình có đơn anh chị ơi. Công em đơn sau này là 805 nghìn, em gái luôn tình yêu nha. Đâu cơ gái yêu kem luôn nè, rồi muốn lên món này nữa gái yêu kem ơi. Em còn nhớ nó màu tím nữa nè, đây đá màu tím nha, đó full đánh tìm bên kế luôn gái yêu kem ơi. Cái vị nó xinh lắm á chị, vị nó bốn cháu rất là xinh nha. Món này có 77 gái yêu kem ơi, 77. Món này hiện tại là sang đi xuống 7 mình giao dừa nha. Món này là 10 mình giao dừa 7/7, tiền công trường 500-600, sale trên like là 410 ngàn. Sale like gái yêu kem ơi, 410 ngàn gái yêu kem nha. Rồi nhân tay chốt đơn dự giá nè. Ba triệu 282 ngàn mấy chị ơi, 3282 là mình có đơn. Công em đơn xem món này mấy chị giao kem nha. Còn 400 đô hại cho họ rất xanh phim có 400 con nó xanh phim vậy cho có 400 ngàn chưa rồi. Đạo cơ mấy chị giao kem nha, em qua mấy chị giao kem ơi, em qua nha. 3 triệu 282 ngàn công xem món này là 401 này, mỗi nhãn đơn giản không này là 401 rồi gái giao kem nè. Ok mấy chị nha, em xem mấy chị ơi, lên tiếp mấy chị nè. Cái nhãn kho rồi đó nha, cái nhãn kho bụi chị bán luôn, gái vô kem nè, nhãn mừng nè. Nhãn mừng chị bán gái vô kem nè. Nhãn mừng gái vô kem nè là 1 chia 465 gái vô kem ơi. 1 chia 465 nha, lên như sợ đem chốt tiếp mấy chị nè. Và đẹp quá mấy chị ơi. Cái này hiện tại là size em này là bao nhiêu đây, size em này hiện tại là 13. Người đâu vừa mấy chị nha, chị 465 nhân giá 3,730, công minh sẽ còn có như đây 301 không chị ơi. Rồi 5,774 ngàn đó chị. 5,774 là mình có đơn nha, nhà đang đem đi ngón chỏ đi máy, em gọi của hơi kim lý. Ok, cô luôn nha, 5,774 ngàn anh chơi, nhẫn mong đá luôn nha. 5,774 con xe 310 ngàn. Rồi đây, nhắn một hộp mấy chơi. Nhắn một hộp, cái này là size ni số là 11, cô ơi, cô ơi em lấy. Trời ơi, chú 11 cô nè. Con xinh. Size 11 của cô đây, cô em lấy rồi. 11 cho cô yếu cơ, 1 nha. Giờ tính nhiều lấy nhiều. Ê, hương 238 ngàn. Sửa rồi dạ. Chỉ 206 nhân 3,730. Con mang sơ này còn bao nhiêu đây, thị trường 800-900, sơ trên like còn là 602. 1 chia 206 bánh nhiêu kem ơi, này là 1 chia 206 dùm gái nha, nhân giá 3,730, con mang sơ dưới đây 602. Rồi 5
5.118.000 anh chị ơi. 5.118.000 công em sale còn lại như đây 620.000. Con ơi, sơ gái vô kem ơi, 620.000 nha cô Hoa Kim Lý nha ha. Trời ơi cô ơi, hay có 1 chỉ 206 hả cô ơi, nhớ dọn xe màu cô nha. Và đây đồ mẫu. Rồi chú Hoa Kim, cảm ơn cô nha, cảm ơn cô yêu con luôn. Bên thôi, bên thôi. Thảo ơi chị trời. Thảo. Bây giờ hãy chân ba nữa đi. Nếu mà không đăng cáo gì ba chị được không? Đây là đầu bông mà đích đẩy mấy chị nè. Chị Chanel nail, Chanel, Chanel, Chanel. Chanel món này em gửi luôn. Món này xinh quá. Rồi lên món này nữa gái. Cảm ơn luôn tên nữa nha. Luôn tên nữa nè. Đây là một cái loại đầu bông mấy chị ơi. Đó, đây là đầu bông đây 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 đó vậy đó. Trời ơi chọn cái muốn đi luôn đây ấy. Cái này đây là bông của ta mấy chị ơi, bông ta một hồi có chị nha, chiếc lá luôn đó để mấy cô mấy chị nha. Cái 5019 thôi mấy chị nha, 5019 cái này em gả luôn luôn, ta rất đẹp mấy chị. 5019 nha, bông hồng trai phân 19 gái yêu kem ơi, 5/19 nhân giá 3.730. Tiền công sao gắn chốt vậy là 301 anh chị ơi, chốt đơn nè. 2.246.000 anh chị. 2.246.000 là mình có đơn. Tiền công đang sao này là bao nhiêu đây? 301 nha. 2.246.000. 2246 yêu ơi, công sale của này là 301. Công sale 301 anh chị. Cho mẫu nữa yêu kem nè, có một loại bông tay này nữa nha. Đâu này là một loại đôi bông hình trái nơ, bông hình đâu rồi, bông hình có hoa mai, đâu rồi bông tai đúng rồi, đâu đây này này này, đây gái này đây là bông tai hình có hoa mai mấy chị, nhân hoa hồng mấy chị, nàng như một đóa hồng phai, bông nhụy mấy chị ơi, bông nhụy hoa mấy chị nha, mốt mấy rất đẹp mấy chị nhà, trời ơi xinh sang xịn sò mấy chị ơi, đẹp không đẹp không đẹp không, món này gái nhập tới 6/91 mấy chị, ok mời 6/91 đây. Gái này thị trường này là 400-500, Serena còn như đây 340 gái yêu kem ơi. Tiền công ơi Serena nha là 340 luôn mấy chị ơi. Rồi cơ nhân tay chốt đơn dùm gái nè. Con sale 340 một lần nha bệnh. 6 phân chiếc mốt tiền giá 3.730. Con sale là 340 chốt đơn 2.917 là mình có đơn đi lên. 2.917 nha. 2.917 nha mấy chị ơi. Công em đơn số này như đây 340 mấy chị. Công nó xe 34 nha, ok gái ok em kia nhìn thấy chút nha gái. Bên nào thấy? 2.917, còn mỗi này là 2.246.000 là mình có đơn nha. Ok gái ok em kia, trời ơi em đeo 2.23 mấy chị nè. Rồi mấy như kia nó có chân rồi. Mấy chị gái nào chốt đơn hỏi cho em gái, yêu em ơi, chốt hỏi cho em gái mấy chị nha. Ok, em qua gái yêu em nè. Rồi xong em qua mấy chị nha. Đây là một cái loại đa bông mấy chị nha. Nè đây là bông ta mấy chị ơi, cỏ bông lá liệu bây giờ em gái mấy chị nha. 5/1 mấy chị ơi. 5/1 mấy yêu kem nè. Đẹp mấy chị nha. Bông ta cận lắm, chụp nhãn hai màu qua, ok cô. Chị ơi, ơi. Mỗi này em gái nè. 5/11 mới chơi nhân giá 3.730, công nguyên sale là 380 mấy chị, chốt đơn 2.286.000. Ok cô, 2.286.000 công em đang sale này là 380.000 mất tiêu kem ơi. Bông cỏ bông lá liệu vi bao đẹp luôn mấy chị ơi, bao đẹp luôn. Ok mấy chị nha, 2.286 cần là mình có đơn. Ok mấy chị. Cô em đừng. Có quen cái công việc này rồi đúng không? Rồi lên bên này nữa gái như cái nhà, đây là một cái loại da bông. Đây là một loại bông mấy chị nha. Hình cái vòng nguyệt đôi bông nguyệt quế đúng không chị? Chị yêu ơi, chị đó. Chị gì đó, chị rồi nè. Chị Diễm Hương Thi. Hôm nay như kem xanh lam, chị có bông nguyệt quế gái như kem nè.
Rồi lần đầu tiên em thấy bông bông này luôn á, bông nhiều quế nên kem ơn. Chị nhớ theo hôm nay có xem la không trời, nay chỉ không xem la uống nha trời. Bông quế lấy vô kem nè, đó, bông nhiều quế ơi. Sáu phần lẻ bảy nhân giá 3730, tiền công nguyên xe bông tay là 310.000. Chốt đơn mỗi này dùm em cái như kem ơn. Chốt đơn mỗi này dùm em 2.574. 2574 là mình có đơn chị ơi, 2574 mình có đơn bông ngược quế. Đơn bông mình ngược quế đấy kem nha, 2574 là mình có đơn ở đây. Mình ngược quế đẹp quá biết chưa. Trời em cũng xỉu luôn á chị. Cảm ơn đại tình nha, trời hôm nay đẹp trời, em chào Phương Nguyễn quen á nha. Quen 2.574.000 có đơn bắt chơi tiền con đang sao mấy đây đây hả hở gì mà hở rồi cô gái yêu kem này nha mấy chị nha, xong qua mấy chị ơi hôm nay nhà bạn đẹp hả trời ơi mới qua tiệm mà giờ em mà chị Bình Nguyễn của em trời ơi nay dặn em trời giờ anh em dặn mắt mục tiêu của mấy chị yêu em một friend ok gái yêu kem chưa xin quá mấy chị ơi. À, bikini 4 tấm 2, bị 6 ly không? Bị 6 ly nhiều trước luôn, còn mới lên giờ bị 6 ly không? Hôm nay hơn mua xong là vừa kịp chuyến bay của em. Trời ơi, vậy hả tình yêu của em? Ủa, đi chơi hả? Trời ơi, sao sung sướng vậy? Quá trời ơi, sướng vậy nha. Quá trời sung sướng luôn. Đi chơi dễ nha, tình yêu của em. Đây là cái đầu bông. Đây là cái đeo bông thương hiệu chữ CD nha. Bông hột bẹt này là hình tròn. Bông tắm còn này hình trái châu luôn nha anh yêu nha. Chị ơi, con gái cho em JB được không? JB gì? JB 4 tấm 2 hột 6 ly. Em ở con đảo và ủng hộ. Ủa vậy hả? Con đảo luôn. Trời ơi. Giờ chưa xuống lại, nhà dạ giờ chưa ạ? À chưa ạ, à, chưa xuống nhà 9:30 mới xuống. Trời ơi sao vậy ạ, trời ơi quý quá trời quý luôn. Trời ơi chị yêu kem nha, trời ơi con đảo là quá quý rồi. Mà 48 á, yêu kem ơi, tiền công em xe kem chất nghe 450. Anh chị ở xa Long An ở với bà là Cà Mau này đảo kia, trời ơi xa lắm chứ xong xa. Anh chị tin tưởng chị mới ghé tiệm em đúng không. Trời ơi ở ngoài đó mà bay vô ở dưới ở trên kia cũng bay cũng đi lên cũng là quý lắm luôn mấy chị ơi. 4.359.000 Long An này nổi kia ở xa, nó ở xa bên em một cái là quý lắm. Ở quý như gì á. 4.359.000 công xe còn có là 450 nha. Lắp bị đi em lắp bị đồng lượng nhiêu đây Lương Gia Giang. Lương Gia Giang lắp bị bao nhiêu một chỉ nha. À, hai chỉ rưỡi. Rồi ok gái yêu game nha, lắp bị đồng lượng bao nhiêu là gái yêu em lên nhé. Sơ game chốt cho nhầm nhiêu nha. Đây mới là 4.359.000 4.359 là mình có đơn. 4 3 5 9 ba ông rùa và ông lắc. Trời ơi ba ông rùa thì tâm lắc luôn nè. Giọng rùa đúng không? Giọng rùa đúng không chị Phương Nguyễn? À, chị yêu hay là hay gì đó anh trai gì đó. Trời ơi vợ chị Phương Nguyễn chắc là Phương Nguyễn chắc là chị quá. Mẫu này là dì em gái nè. 7 chứ không 42 nha, thị trường mẫu này là 800 900.